Tống Trường Ly xuyên tới tiểu thuyết tu chân, thể loại nữ chính thăng cấp, mà nàng không phải là nữ chính, nhưng có liên quan mật thiết với nữ chính. Nàng là kiếm linh thanh kiếm Trường Ly bản mạng của nữ chính. Nghĩ tới trong tiểu thuyết, linh kiếm này vì nữ chính vào sinh ra tử, theo nữ chính mấy chục năm, ngăn căn công kích, săn rất yêu thú, dãi nắng dầm xương, bị thương vô số lần trong bí cảnh, tu sửa mấy lần, còn xém chút nữa này rơi vào kết cục kiếm gãy linh tan, Tống Trường Ly cảm thấy toàn thân kiếm đau nhức, xót xa. Ai thích làm thanh kiếm đứng đầu thiên hạ thì đi mà làm nàng quyết không đâm đầu chịu tội. Tống Trường Ly xuyên tới đúng hôm mộ kiếm mở cửa cho nữ chính và đám đệ tử xuất sắc của Quy Nguyên Kiếm Tông vào chọn kiếm. Ngay khi nữ chính chia tay về phía mình, Tống Trường Ly vặn thân kiếm, lướt qua cổ tay áo nữ chính, ngã thẳng vào lòng một gã đệ tử hết sức bình thường. Rời xa nữ chính mới mong yên thân, Tống Trường Ly rất hài lòng về gã đệ tử mình chọn, chẳng những mặt mày sáng sủa, ra thế giàu có lại còn yêu thương linh kiếm. Nàng nằm trên giá kiếm làm bằng gỗ phượng một tấc đáng giá nghìn vàng, để gã đệ tử kia ngày ngày rót linh khí nuôi nấng sống rất phởn phơ an lạc tống trường ly làm kiếm linh sướng hơn mình nghĩ nhiều cho đến một ngày nọ tống trường ly ngủ chưa dậy sớm hơn lệ thường nên bắt gặp gã đệ tử vừa tắm xong ơ ờ, cái đuôi to bông xù dưới bộ áo ngủ trắng là gì vậy vốn dĩ đại yêu yên cửu lẻn vào quy nguyên kiếm tông là để xem thiên tài kiếm đạo lừng lẫy có gì hơn người chẳng ngờ lại bị một thanh linh kiếm ăn vạ đã vậy thanh linh kiếm này còn đỏng đà đỏng đảnh, không chịu ngủ trên giá kiếm đều một ngày không rót linh khí cho nó là nó sẽ dần hừ hừ. Sau đây mời chư vị theo dõi diễn biến cực hài hước và gai cấn phía sau. Lúc Tống Trường Ly tỉnh lại, xung quanh nàng im ắng đáng sợ. Nàng đang ở trong một hang động tối bưng, chỉ thấy lờ mờ mớ cột cao thấp đủ loại cắm nghiêng ngả xung quanh. Một cơn gió lạnh lùa qua khiến tiếng những tiếng rít kỳ quái và tiếng vọng của chúng vang vọng khắp hang. Tống Trường Ly bất giác dùng mình một cái, dần dần bình tĩnh lại sau cơn hoảng hốt. Đây là đâu? Nàng nhớ tối qua mình đã tăng ca đến dạng sáng rồi mơ màng nằm ngoài ra bàn ngủ luôn. Tống Trường Ly bất an cửa quậy, chợt phát hiện người mình rất lạ. Nàng bị ghim chặt xuống đất không động đậy được, cũng không thể duỗi tay dạng chân nổi. Trong đầu Tống Trường Ly lóe lên vô số chuyện quái lạ, nàng khẽ hỏi có, có người nào ở đây không? Câu hỏi của nàng đã phá tan sự tính mịch trốn tối tăm này, xung quanh lần lượt vọng tiếng hồi đáp từ đủ nam nữ già trẻ. Không có người nào hết, chỗ này chỉ có kiếm thôi. Ai mới lên tiếng đấy giọng này nghe là hoắc, Chắc là bé Trường Ly, tôi nghe có cả tiếng bà chị già Thanh Thủy bên cạnh nữa hả? Cậu bảo ai là bà chị già đấy năm nay tôi mới 3.000 tuổi chứ mấy? Là bé Trường Ly thật hả lúc kiếm Trường Ly bị mang về mộ kiếm, chẳng phải lão giả của Quy Nguyên kiếm tông bảo chỉ ít nàng phải ngủ 1.000 năm à? Chứng tỏ phong thủy trong mộ kiếm bọn mình tốt quá chứ sao, mới chưa tới 500 năm mà bé Trường Ly đã dậy rồi. Nghe tiếng cái cọ ầm ý, đầu Trường Ly kêu ong ong. Nàng nhanh nhạy nắm bắt những từ khóa quan trọng, kiếm Trường Ly, Quy Nguyên kiếm tông, mộ kiếm. Trường Ly xứ người, nàng nhìn mớ cột thanh mảnh cao thấp đủ loại xung quanh. Chúng, chúng đều là kiếm hả? Cái hang động tối thui này là một kiếm. Bây giờ nàng đã biến thành một thanh kiếm mấy trăm tuổi hạc rồi à? Nhưng sao cái tên Quy Nguyên Kiếm Tông nghe quen thế nhỉ? Hồi lâu sau, Trường Ly hít hà một hơi. Hình như đây chính là tông môn của nữ chính Ninh Tầm trong cuốn tiểu thuyết nữ chính vượt khó thăng cấp mấy hôm trước đồng nghiệp mới dụ nàng đọc. Hơn nữa linh kiếm bổn mạng của nữ chính cũng tên là trường ly lúc đồng nghiệp dụ nàng đọc cuốn chuyện này còn thận trọng khuyên nàng nên đọc kỹ cả cuốn để phòng xuyên sách khi ấy tống trường ly chẳng bận tâm mà trả lời cùng tên với người trong chuyện mới phải đọc kỹ chứ cùng tên với kiếm thì có gì phải lo thành ra giờ nàng hối hận xanh cả ruột hối hận vì mình đã đọc lướt quá nhiều hối hận vì mình đọc một nửa rồi thôi luôn ngoài nữ chính và kiếm của nàng ta thì trường ly chẳng nhớ gì nữa nàng vừa cố gắng nhớ lại cốt chuyện mình đã đọc trong lúc lo đớp táo vừa nghe đám kiếm xung quanh ríu rít buôn chuyện với nhau là linh kiếm bổn mạng của nữ chính, từ khi ra khỏi mộ kiếm, kiếm trường ly luôn cùng nữ chính dãi nắng dầm mưa, vào bí cảnh, chớm yêu thú, bị thương vô số lần. Tuy lần nào bị thương, nữ chính cũng đưa nàng tới đỉnh luyện khí của tông môn để thu bổ nhưng chuyện đó không thể thay đổi sự thật là mớ thương tích ấy thực sự tồn tại. Trước khi bỏ chuyện, tình tiết cuối cùng nàng đọc là trong một lần đại chiến, kiếm trường ly suýt lâm vào cảnh kiếm gãy linh bay, phải dùng vô số báu vật thế gian mới chật vật giữ được hình dạng kiếm. Trường Ly chợt thấy thân kiếm nhức buốt, nàng không kìm được chen lời vào cuộc hội thoại của đám linh kiếm. Xin hỏi ở đây còn thanh kiếm nào khác tên Trường Ly không ạ? À? Xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, kiếm thanh thủy chợt cười phá lên, bé Trường Ly, cô ngủ lâu tới lú cả não rồi à? Trong mộ kiếm của Quy Nguyên Kiếm Tông chỉ có mỗi mình cô tên là Trường Ly thôi. Dù ông lão trong kiếm tông có lẩn thần thì cũng không thể đặt trùng tên cho hai thanh kiếm được. Thế thì xấu hổ chất luôn, bọn tôi đâu thể gọi hai người là Trường Ly một với Trường Ly hai đúng không? trường ly thấy trước mắt tối sầm nếu không có thanh kiếm nào trùng tên thì chẳng phải nàng chính là thanh linh kiếm xui xẻo của nữ chính hay sao nghĩ đến đủ loại chắc chở sau này sẽ gặp phải trường ly suýt ngất mấy bận không được đám kiếm tu suốt ngày chớm rất nguy hiểm chẳng biết lúc nào kiếm sẽ bị nứt gãy lùng nếu đặt trên người nàng thì chuyện này ngang ngửa với lâu lâu lại bị đứt tay gãy chân nếu nghiêm trọng hơn thì còn nát bấy xương cuối cùng có khả năng biến thành kiếm thực vật luôn mà nữ chính lại là người hễ thấy chốn nào gian nguy là đâm đầu vào trước nhất thế thì làm kiếm của nàng ta lại càng nguy hiểm. Nếu giới tu tiên mà bán bảo hiểm dành cho kiếm thì chắc phép sạch tài sản cả tông môn đi mới bồi thường nổi mớ thương tích kiếm trường ly gánh chịu. Não trường ly này số cực nhanh, trong chuyện không đề cập đến việc trước khi kiếm trường ly bị nữ chính mang ra khỏi mộ kiếm đã ở đây bao lâu, nếu nàng có thể đào tẩu khỏi đây trước khi nữ chính đến chọn kiếm thì cũng coi như một cách hay. Trường ly sốt ruột hỏi, từ giờ tới lần tiếp theo đệ tử quy nguyên kiếm tông tới chọn kiếm còn bao lâu nữa? Chị già thanh thủy nhiệt tình đáp, cô dậy đúng lúc lắm đấy, hôm nay chính là ngày đám đệ tử nòng cốt của quy nguyên kiếm tông tới chọn kiếm chắc giờ mổ kiếm cũng mở rồi còn chưa dứt lời tiếng ầm vang vọng tới một khe sáng nứt ra phía chân trời mấy bóng người mặc áo bảo rất vịt từ trên trời xuống lũ lượt kéo vào mổ kiếm hướng bọn họ tới đúng là ngọn núi hội tụ đủ mọi loại kiếm trường ly mở mắt thao láo đừng nói là trùng hợp dữ vậy nha nàng ôm tia hy vọng cuối cùng hỏi đây là đệ tử thế hệ nào vậy kiếm thanh thủy vô tình dập tắt tia hy vọng ấy của nàng là đại đệ tử đời 361, nghe nói thế hệ này có không ít hạt giống tốt tính ra thì con bé họ ninh mấy năm trước trưởng môn mới nhận cũng nên tới chọn kiếm rồi tia hy vọng cuối cùng trong lòng trường ly tan biến khác với phản ứng suy sụp của trường ly đám linh kiếm khác đều hào hứng ngẩng cao đầu tám nhảm với nhau mộ kiếm của quy nguyên kiếm tông cứ ba năm lại mở một lần vào lúc này mộ kiếm quanh năm ngập mùi tan tóc mới có chút sức sống nhờ sự xuất hiện của đám đệ tử trẻ trung chẳng biết năm nay có bao nhiêu đứa nhóc phù hợp nữa Năm nào hạt giống tốt nhất cũng là người của trưởng môn, lát nữa tôi sẽ quan sát kỹ lưỡng bọn chúng. Trôn chân trong mộ kiếm bao nhiêu năm, người tôi gì hết rồi đây này, mong là năm nay chấm được đứa nhóc nào đó. Rất nhiều đệ tử kiếm tông cho rằng bọn họ vào mộ kiếm để chọn kiếm. Nhưng với đám linh kiếm, đây cũng lúc thích hợp cho chúng chọn người thích hợp để lập khế ước. Trường Ly nhấp nhổm không yên nghe xung quanh bàn tán sôi nổi, nhận ra chuyện chọn kiếm này giống y như xem mắt. Thế kiếm tu với kiếm ưng nhau là sẽ ở bên nhau ngay phải gặp được người hoặc kiếm phù hợp thì mới có thể trăm năm hòa hợp. Nàng cảm thấy mình và nữ chính không đời nào trăm năm hòa hợp nổi. Ép dầu ép mơ ai nữa ép duyên, nhất là mối nghiệt duyên cỡ khủng như thế này thì cần phải bóp chất từ trứng nước. Trường Ly hỏi kiếm thanh thủy bên cạnh, nếu có đệ tử ưng ý tôi mà tôi không thích nàng thì sao? Có vẻ như kiếm thanh thủy là một thanh kiếm cực dành vụ xem mắt, nàng kiên nhẫn giải thích cho tấm chiếu mới, nếu hai bên không phù hợp thì nàng không thể mang cô ra khỏi mộ kiếm đâu. Trường Ly khựng lại dây lát mới hỏi tiếp, nếu phù hợp thì sao? Kiếm Thanh Thủy đáp tỉnh bơ, nếu phù hợp thì cô đi theo nàng chứ còn sao nữa. Một thanh linh kiếm đầu dễ gặp được người phù hợp để lập khế ước, nếu gặp được thì nên ra ngoài lang bạt chứ việc gì phải chôn chân trong mộ kiếm tối bưng tẻ ngắt. Trường Ly nhân mặt, nếu nữ chính nguyên tác có thể mang kiếm Trường Ly đi chứng tỏ mình và nàng ta rất phù hợp. Nàng ngoan cố hỏi, nếu ta không thích người kia thì sao? Kiếm Thanh Thủy nhìn kiếm Trường Ly như một người lớn nhìn đứa bé không hiểu chuyện, cô thì biết thích với không cái gì, tình cảm là thứ hư vô mờ mịt chỉ loài người mới có. Với kiếm bọn mình thì phù hợp là điều quan trọng nhất. Trường Ly cứng họng, khác biệt tư tưởng thì còn nói chuyện với nhau thế quái nào được. Trong lúc đám linh kiếm tán dóc, đám đệ tử kiếm tông đầu tiên đã chạy tới lối vào một kiếm. Cô gái dẫn đầu đoàn người vừa bước vào hang động thì đám linh kiếm đang ríu rít chợt im bặt. Sau một lúc lâu mới có linh kiếm thì thầm rất khẽ như sợ dọa thứ gì đó sợ. Ôi chao, đây là kiếm thể bẩm sinh. Trường Ly nhìn đám linh kiếm im phăng phắc, nín thở đợi nữ chính đến gần thì bất giác nhớ tới mấy game show xem mắt. Nữ chính Ninh Tầm vừa lên sân khấu đã làm tất cả linh kiếm ở đây choáng ngợp. Cô gái nó có một thân kiếm ý lẫm liệt, lạnh lùng đứng đó như viên minh châu sáng bừng một kiếm, thu hút toàn bộ ánh nhìn của đám linh kiếm. Bọn chúng nhao nhao bật đèn cho nàng ta, mong mình được nàng chọn. Cái chỗ bật đèn này như mấy sâu tuyển người yêu hay Việt Nam Idol á mặt cười. Còn Tống Trường Ly trơ mắt nhìn cô gái mặc bộ áo bảo màu xanh lơ đến gần mình mà chỉ muốn co cẳng chạy biến đi ngay. Vừa bước vào mộ kiếm, cứ như bị vận mệnh đưa lối dẫn đường, ninh tầm lập tức đi thẳng tới chỗ kiếm trường ly nàng ta dừng trước kiếm trường ly nhìn thanh linh kiếm mảnh rẻ thon dài trước mặt mà thấy lòng thoáng sao động một giọng nói vang lên trong thâm tâm ninh tầm chính là nó đây chính là linh kiếm nàng ta muốn tìm trong lúc ninh tầm bị kiếm trường ly hấp dẫn đám linh kiếm xung quanh không kìm nổi lại bắt đầu nảy sinh tranh chấp ỷ vào chuyện đám đệ tử kỳ trúc cơ không thể nghe thấy tiếng kiếm linh nói chuyện họ càng lúc càng to tiếng nàng tới rồi chắc chắn nàng đang nhìn tôi mơ hão lắm nữa cậu là một thanh kiếm sắt đen thô kệch sức mấy nàng thèm chấm cậu nàng đang nhìn tôi thì có trường ly nghe tiếng ồn ào vang bên tai thấy lòng lạnh ngắt mấy người đừng cãi nhau nữa nàng ta tới vì tôi đó mấy đệ tử đi sau ninh tầm cũng từ từ vây quanh là đệ tử có tài nhất thế hệ này của quy nguyên kiếm tông lại được trưởng môn thân truyền bất cứ động thái nào của ninh tầm đều khiến người ta để mắt tới ai nấy đều tò mò lần này ninh tầm sẽ mang một thanh linh kiếm như thế nào ra khỏi mộ kiếm ninh tầm chăm chú ngắm thanh kiếm trước mắt từ từ chia tay ra. Trường Ly có cảm giác thân kiếm đã thoát khỏi tầm khống chế của mình. Từ lúc Ninh Tầm lại gần, thân kiếm của kiếm Trường Ly bắt đầu kêu len ken. Thân kiếm vốn ghim chặt dưới đất không động đậy nổi cứ như muốn phi ngay ra, lao vào vòng tay của nữ chính. Trường Ly khổ sở chống cự bản năng của mình, nàng vừa sợ đau vừa sợ chất, dù đạo trời muốn xe tơ hồng cho nàng với nữ chính thì nàng cũng quyết thắt đứt sợi tơ này. Trường Ly vừa cố gắng khống chế thân kiếm, vừa hoảng loạn đưa mắt nhìn đám đệ tử kiếm tông đứng sau Ninh Tầm, cách hay nhất để thoát khỏi nữ chính là tìm một người khác lập khế ước với mình nữ chính là người liêm chính nếu mình biến thành linh kiếm của người khác thì chắc chắn nàng ta sẽ chủ động từ bỏ không dây dưa nữa quyết định xong trường ly tìm một gã đệ tử hợp nhãn nhất đám đông rồi dốc toàn lực vặn thân kiếm lướt qua cổ tay áo nữ chính ngã thẳng vào lòng người nọ khoảnh khắc ấy tiếng kêu la và hít hà vang khắp xung quanh đám linh kiếm đồng loạt đứng hình vì nước đi trái khoáy của trường ly sau đó nhìn nàng với ánh mắt sốt ruột trách cứ chúng nhìn trường ly như nhìn một thanh linh kiếm bị mù chẳng những không biết tốt xấu mà ấn bíp bíp tắt đèn nữ chính đi mà còn thiếu khôn ngoan đến mức lựa gã đệ tử cực kỳ bình thường để trao thân gửi phận nữa kiếm thanh thủy nhìn gã đệ tử trường ly chọn thấy kiếm khí trên người chàng chẳng có bao nhiêu chị ta dám lấy ba nghìn tuổi kiếm ra cá là thằng nhóc này chỉ mới luyện kiếm được một năm là cùng kiếm thanh thủy nhìn chằm chằm trường ly đang giả chất trong lòng gã đệ tử nọ rồi từ từ lia mắt lên mặt chàng thế rồi nét mặt chị ta trông phức tạp hẳn chấm chẳng lẽ bé trường ly bỗng dưng giác ngộ tình cảm nên mới chọn đứa đẹp trai nhất à mấy linh kiếm khác thì nghĩ trung quy cũng tại bé trường ly còn trẻ kiếm non giả quá nên không biết là chọn kiếm tu thì không thể chọn theo kiểu trông mặt mà bắt hình rong được thứ quan trọng nhất vẫn là thực lực đám đệ tử kiếm tông còn lại cũng nghi là mình hoa mắt sao thanh linh kiếm ninh sư tỷ chọn lại chạy trốn chứ đã thế còn chạy vào lòng gã đệ tử mờ nhạt như vậy nữa mọi người nhao nhao nhìn về phía gã đệ tử mà trường ly chọn với ánh mắt rối rắm đây là đệ tử đỉnh nào thế chẳng biết ta chưa gặp bao giờ. Không phải đỉnh lăng tiêu bọn ta, cũng không phải đỉnh Ngọc Hoa, ta ở đỉnh Bích Vân cũng chưa gặp hắn bao giờ, cũng không phải người của đỉnh Chu Minh, hắn cũng không phải đệ tử đỉnh Linh Việt, loại sạch sành xanh mấy nhánh có tiếng tăm song, đáp án thật khiến người ta choáng váng. Hắn là đệ tử đỉnh Vô Danh, ánh mắt của đám đệ tử kiếm tông càng phức tạp hơn, bởi đỉnh Vô Danh là cái nơi mở nhạt nhất quy nguyên kiếm tông. Chủ đỉnh Thái Diễn chân nhân không thích nhúng tay vào chuyện quản lý, luôn nuôi thả đám đệ tử, chắc đỉnh Vô Danh có bao nhiêu đệ tử ông ta cũng chẳng nhớ rõ. Hàng năm sau khi chủ các đỉnh núi khác chọn hết mấy hạt giống nòng cốt thì đám đệ tử dư lại đều bị đưa tới đỉnh vô danh. Chỗ đó có thể nói là vàng thao lẫn lộn, trình độ đệ tử không đồng đều chút nào. Lần này số đệ tử được vào mộ kiếm của đỉnh vô danh cũng ít nhất tông môn. Ninh Tầm nhìn bàn tay trống trơn của mình, mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Sư Tôn chỉ dặn lúc vào mộ kiếm chọn kiếm, nàng hãy tuân theo trái tim mách bảo. Chứ chẳng nhắc gì đến chuyện kiếm sẽ chạy trốn. Phía bên kia, Yên Cửu nhìn thanh linh kiếm tự dưng lao vào lòng mình ăn vạ như nhìn củ khoai lang nóng phỏng tay. Nhận cũng, không ổn mà vứt cũng chẳng xong, cảm nhận được ánh mắt phức tạp chất chứa hàm ý của đám đông xung quanh, sắc mặt chàng cứ đổi sành xoạch. Chàng cúi xuống dấu nhẹm tia u ám vừa lóe lên trong mắt rồi mới ngẩng lên nhìn Ninh Tầm với vẻ bối rối. Ninh sư tỷ, thanh kiếm này, Ninh Tầm nhìn gã đệ tử là hoắc và thanh linh kiếm trong tay chàng, đột nhiên có cảm giác duyên phận giữa mình và linh kiếm đã đứt đoạn từ đây. Nàng thõng tay xuống, thản nhiên nói nếu thanh linh kiếm này chọn đệ tức là đệ và nó có duyên với nhau đấy nó nên là kiếm của đệ dứt lời ninh tầm xoay người bỏ đi trong mộ kiếm có ngàn vạn linh kiếm ắt sẽ có một thanh thuộc về nàng đến lúc này kiếm trường ly nãy giờ luôn cứng đờ mới dám thở phào nhẹ nhõm nàng đã đánh cược đúng đám đệ tử xung quanh thấy ninh tầm bỏ đi thì cũng từ từ tản đi hết bọn họ cũng phải tìm linh kiếm hữu duyên với mình góc hang này nhanh chóng yên ắng như ban đầu chỉ còn một kiếm một người là trường ly và yên cửu đưa mắt nhìn nhau yên cửu cảm thấy thanh kiếm này nóng bỏng tay chàng đâu có ý định vào mộ kiếm chọn kiếm chứ. chàng cố vớt cái tư cách vào mộ kiếm là vì muốn lặng lẽ tiếp cận ninh tầm không ngờ tuy đôi bên có tiếp xúc thật nhưng lại vì mình bị ép dành linh kiếm của đối phương yên cửu bất giác thấy đau đầu nếu vì chuyện này mà chàng bị quy nguyên kiếm tông để mắt đến thì đúng là mất nhiều hơn được chàng nhìn chằm chằm thanh kiếm đầu sỏ gây tội trong tay lâm vào trầm tư tuy giờ thanh kiếm này đang nằm trong tay chàng nhưng nếu chàng bất cần vứt nó lại mộ kiếm nếu ra khỏi đây mà có ai hỏi thì bảo do linh kiếm không chịu đi theo chàng thì vì tình cũng tha thứ được nhỉ. Dù sao thanh linh kiếm này còn chẳng thèm để mắt đến người có kiếm thể bẩm sinh nên chuyện nó rơi vào tay chàng có thể xem như ngẫu nhiên mà. Thế thì nó nổi quạo đòi đổi ý cũng có lý ha. Yên cử từ từ thả lỏng tay, đợi linh kiếm rơi xuống. Một giây trôi qua, hai giây trôi qua, một phút trôi qua, linh kiếm bám dịt lấy lòng bàn tay chàng không chịu nhúc nhích. Yên cử hạn hán lời, chàng không hề biết quy nguyên kiếm tông còn có vụ ép xuyên kiểu này, Trường Ly túm chặt lấy tay gã đệ tử, không dám buông lỏng chút nào. Ai biết nữ chính có đổi ý rồi quay lại hay không chứ? Nếu mình ở một mình rồi vô tình bị chó chặt với nữ chính thì biết làm sao? Trong mắt kiếm thanh thủy và mấy thanh linh kiếm khác, cảnh này được lý giải thành thèm oát con này đã được hơi còn không biết điều, chẳng những không quý trọng kiếm Trường Ly mà còn đòi vứt bỏ nàng. Mà bé Trường Ly quá đối si tình đã mất hồn lạc vía vì trai đẹp, cứ bám người ta như sam. Kiếm thanh thủy không kìm được mà lặng lẽ thở dài, mỗi thanh kiếm đều có số phận riêng có lẽ đây chính là kiếp nạn của bé trường ly nhớ tới hành động kinh hồn cực kỳ linh hoạt ban nãy của kiếm trường ly yên cửu ôn tồn khuyên này kiếm huynh ta luyện kiếm chưa được 3 tháng nữa năng khiếu lại mờ nhạt thật sự không nỡ để huynh hạ mình từ bỏ ninh sư tỷ chọn ta đâu trường ly hoàn toàn không nghe thấy vế sau yên cửu nói gì vì nàng bị hai tiếng kiếm huynh dọa đứng hình rồi trường ly bất giác nhìn chòng chọc bản mặt đẹp trai của yên cửu mà câm nín sao gã đệ tử này trông khôi ngô sáng sủa mà lại bị mù hả trời thân kiếm của nàng thon mảnh tinh tế ai nhìn mà chẳng nhận ra nàng là một thanh kiếm mỹ nhân yểu điệu chứ vậy mà gã này lại muốn sư huynh gọi đệ với nàng trường ly phát sầu xem ra người mình chọn để lập khế ước không được thông minh cho lắm nàng ngắm nghĩa kỹ càng yên cử một lượt theo như thứ tự đứng của đám đệ tử ban nãy thì chắc chàng chỉ là hạng tép siêu chẳng có gì nổi bật trong đám đệ tử quy nguyên kiếm tông thôi thì không thông minh cũng được chỉ cần nàng canh chừng không để gã đệ tử này đến gần nữ chính né khỏi mấy tình tiết nguy hiểm thì chắc không việc gì đâu dù sao cũng là người chính mình chọn để lập khế ước, dẫu phải quỳ thì cũng phải lết tiếp. Hạ quyết tâm xong, Trường Ly cứ nằm chất dí trong tay Yên Cửu. Yên Cửu tận tình khuyên giải cả buổi trời mới phát hiện thanh linh kiếm trong tay mình chẳng nhúc nhích gì cả. Rõ ràng ban nãy ăn vạ đến là nhanh, sao giờ lại nằm trong tay chàng giả chất. Mặt Yên Cửu đen kịt lại, để thuận lợi lẻn vào quy nguyên kiếm tông, chàng phải ép tu vi xuống kỳ đầu trúc cơ, nếu không làm sao lại rơi vào cảnh không vứt nổi một thanh kiếm chứ yên cửu lắc mạnh tay tuy khiến mũi kiếm vẽ một vòng cung duyên dáng trong khoảng không nhưng chuôi kiếm vẫn dính chặt lấy chàng thôi chẳng qua chỉ là một thanh kiếm chẳng phải ra khỏi mộ kiếm số phận nó ra sao đều tùy chàng định đoạt à yên cửu dừng tay lại bắt đầu đi về một hướng nếu chàng nhớ không nhầm thì ninh tầm vừa mới đi về hướng đó phía sau chàng đám linh kiếm đang lúc lắc thân kiếm như chào tạm biệt trường ly trường ly cũng khua khẽ mũi kiếm chào lại họ ban nãy rằng co với gã đệ tử này khiến nàng mất kha khá sức Cõi lòng trường ly giấy lên nghi hoặc, do thanh kiếm này đã ngủ quá lâu hay do nàng điều khiển nó sai cách mà sao mệt dữ vậy nhỉ? Thậm chí người ngợm dã rời cứ như mới thức trắng mấy đêm để tăng ca vậy. Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu nàng thì ngay sau đó, mộ kiếm thoáng rung chuyển. Tiếng ầm vang vọng tới từ đằng xa, chân trời bỗng chuyển sang màu đỏ nhạt nhuốm đỏ cả mộ kiếm. Dù cách một khoảng xa, Trường Ly vẫn lờ mờ cảm nhận được luồng kiếm khí lạnh thấu xương xông thẳng lên trời. Nàng nhìn mây đỏ răng kín trời, thấy tim đánh thịt một cái. Người khiến đất trời rung chuyển kiểu đó ngoài nữ chính chắc không còn ai khác nữa. Mặt đất phải rung chuyển đến 30 phút, ngay khi Yên Cửu chạy đến chỗ xảy ra chuyện, Trường Ly trông thấy mấy ánh kiếm sáng lóe giữa trời và một bóng người mặc đồ xanh lơ đứng hiên ngang ở đó. Nàng nhìn chằm chằm cảnh tượng huy hoàng trước mắt, không khỏi cảm thán, đây mới là cách linh kiếm bổn mạng của nữ chính lên sân khấu chứ. Còn một thanh linh kiếm bé bỏng không có chí tiến thủ như nàng thì chỉ phù hợp với một gã đệ tử bình thường như Yên Cửu. Thấy Ninh Tầm gây ra động tĩnh lớn như vậy, đám đệ tử trong mộ kiếm kích động không thôi. Đã là đệ tử kiếm tu, ai chẳng muốn có được thanh linh kiếm bổn mạng hợp ý mình. Tất cả mọi người trong mộ kiếm không hẹn mà đều rảo bước vội vàng tìm kiếm. Trong quãng thời gian sau đó, cứ cách một lát, trong mộ kiếm lại vang lên tiếng linh kiếm nhận chủ. Đệ tử nào chọn được kiếm đều trông rất hăm hở, còn ai chưa tìm được thì bắt đầu lo sốt vó. Ba ngày sau, mộ kiếm lại rung chuyển, không gian xung quanh méo hẳn đi. Ngay khi chuyện này xảy ra, trường ly túm chặt lấy yên cửu đã đến lúc rời khỏi mộ kiếm rồi. Lúc mở mắt ra, Trường Ly phát hiện mình và Yên Cửu đang đứng trên một mảnh đất trống. Xung quanh có rất nhiều đệ tử ngã nghiêng ngã ngửa, có người cầm kiếm trong tay, có người phải về tay không. Ninh Tầm cầm một thanh kiếm dài đỏ thấm, thong dong bước ra khỏi kẽ nứt không gian. Khác hẳn với sự chật vật của những người bị mộ kiếm đá văng ra. Trưởng môn và chủ mấy đỉnh núi đi tới nhìn đám đệ tử xung quanh, hài lòng nói, xem ra đa số các con đều tìm thấy linh kiếm thuộc về mình và được linh kiếm công nhận. Ông ta nhìn Ninh Tầm, vẻ mặt hài lòng càng hiện rõ mồn một, một con làm tốt lắm không ngờ con có thể khiến kiếm xích tiêu chịu xuất thế ninh tầm cầm thanh kiếm dài trong tay với sắc mặt trầm tĩnh chỉ có tia vui mừng lóe lên nơi đáy mắt chứng tỏ nàng đang rất vui nàng rất thích thanh kiếm này đám đệ tử nhao nhao nhìn ninh tầm với cặp mắt hâm mộ tuy trong mộ kiếm họ đã trông thấy cảnh ninh tầm rút kiếm dùng trời chuyển đất nhưng khi ngắm tia sáng lóe lên trên thân kiếm thì tim vẫn cứ đập thình thịch lúc này phần đa mọi người đều quên khuấy chuyện kiếm trường ly mới là thanh kiếm đầu tiên lọt vào mắt xanh của ninh tầm ngắm kiếm xích tiêu đẹp đẽ trước mặt họ dễ dàng quên mất chuyện kiếm trường ly lặng lẽ xuất thế yên cửu âm thầm thở phào nhẹ nhõm đúng là không còn gì tốt hơn việc không có ai để mắt đến thanh kiếm trong tay chàng trường ly nhìn yên cửu đứng nép góc phía cuối đám đông rất hài lòng về sự khiêm tốn kín đáo của chàng khi chúng đệ tử tản đi ánh mắt trưởng môn lơ đánh liếc qua thanh kiếm trường ly trong tay yên cửu sao thanh kiếm này trông quen nhỉ Trưởng môn nhìn Yên Cửu một cái, đó chỉ là một đệ tử kỳ đầu trúc cơ mang kiếm khí mỏng te, vậy chắc Thanh Linh kiếm công nhận chàng cũng soảng xĩnh thôi. Trưởng môn nhanh chóng vứt chuyện vặt vãnh này ra khỏi đầu. Yên Cửu mang Trường Ly về đỉnh vô danh, là một đệ tử nội môn bình thường, chàng không có động phủ riêng như đệ tử thân truyền của trưởng môn như Ninh Tầm. Hơn nữa đỉnh vô danh chẳng những có vô số đệ tử mà chất lượng còn tạp nham nên tất cả bọn họ đều được xếp cho ở khu nhà đệ tử bình thường hết. Để tránh bị người khác để ý, Yên cử cố ý đút lót để quản sự xếp cho chàng một phòng mãi trong góc. Hàng xóm của chàng là một gã cuồng luyện kiếm, lúc nào cũng cần mẫn đi sớm về trễ. cả tháng hai người vô tình đụng mặt nhau một lần là may. Yên cử vứt bừa thanh kiếm lên bàn, chàng có phải lũ kiếm tu yêu kiếm như mạng đâu mà lo? Thanh kiếm này theo chàng ra khỏi mộ kiếm, coi như đã chính thức ra mắt mấy lão chủ đỉnh núi kia. Chỉ cần hàng ngày đến giờ luyện kiếm, chàng cầm thanh kiếm này giả bộ luyện cho có là được, chứ đừng có mơ đến chuyện chàng sẽ cung phụng linh kiếm bổn mạng như đám kiếm tu. Trên bàn, Trường Ly tự dưng thấy eo cộm lên, tuy chẳng biết linh kiếm có eo hay không nhưng Trường Ly cảm thấy cái bàn cứng ngắt này cộm người thật. Sau khi ra khỏi mộ kiếm, nàng đã buông lỏng cảnh giác gã. Không ngờ gã đệ tử này lại thô bạo như vậy, sao bảo kiếm tu luôn hầu hạ linh kiếm bổn mạng như hầu tổ tông cơ mà. Trường Ly nhất thời đần thối mặt, lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa, yên cửu lặng lẽ nhíu mày, chàng như một người vô hình ở quy nguyên kiếm tông, Ngoài đi tu tập đạo pháp và luyện kiếm đúng giờ mỗi ngày ra thì không hề tiếp xúc với bất cứ ai nếu không cần thiết, sao giờ lại có người tới tìm chàng? Vừa ngẫm nghĩ, chàng vừa ra mở cửa, "Yên sư đệ, nghe nói đệ mới lấy được linh kiếm bổn mạng từ mộ kiếm hả, chúc mừng nhé." Yên Cửu sướng người khi thấy vị khách đang cười khanh khách, đó là tên cuồng luyện kiếm phòng kế bên. Yên Cửu cố lục tìm tên hắn từ trong ký ức xa xôi, "Triệu sư huynh, huynh tìm ta có chuyện gì không?" Triệu Thế Quỳnh gãi đầu trông có vẻ ngại ngùng, "Ta có một yêu cầu quá đáng, không biết liệu sư đệ có thể..." tuy lòng yên cử thoáng gợn sóng nhưng ngoài mặt lại rất hiền hòa triệu sư huynh cứ nói triệu thế quỳnh khẽ cắn môi rồi nói toạc ra ta muốn mượn linh kiếm của đệ xem một chút nói xong yên Cửu chưa kịp phản ứng thì cổ hắn đã đỏ lừ đám kiếm tu đều coi linh kiếm bổn mạng như vợ mình với kiếm tu câu nói vừa rồi của hắn nghe cực kỳ thô lỗ nếu gặp phải một gã kiếm tu nóng tính thì có khi hắn đã no đòn rồi triệu thế quỳnh cũng biết yêu cầu của mình hơi quái lạ nhưng hắn cũng không rõ số mình đen đủi thế nào mà kể từ năm hắn nhận được tư cách vào mộ kiếm, lần nào mộ kiếm mở cửa hắn cũng gặp đủ chuyện xui xẻo nên đành bỏ lỡ cơ hội vào đó lấy kiếm. Lần này nghe tin sư đệ cách phách vừa mới nhận được tư cách vào mộ kiếm mà đã lấy được linh kiếm bổn mạng ngay lần đầu tiên, hắn kích động đến nỗi chạy sang đây luôn. Triệu Thế Quỳnh quá mong có một thanh linh kiếm nên hễ đi đường thấy đệ tử nào đeo linh kiếm bên hông là hắn cũng nhìn hao háo, bởi vậy đã gây ra không ít hiểu. Lầm, thấy Yên Cửu không ừ hử ừ gì, Triệu Thế Quỳnh vội nói, ta không xem chùa đâu, ta có một chiếc giá kiếm đẽo bằng gỗ trầm hương, thừa dịp này tặng cho đệ dùng luôn. Ta đã trả một khoản cách xù đặt thợ bên đỉnh Chu Minh làm chiếc giá kiếm ấy, phía trên còn khắc tụ linh trận rất phù hợp để nuôi dưỡng linh kiếm. Đỉnh Chu Minh khá đặc biệt ở Quy Nguyên Kiếm Tông bởi nơi đó không chỉ có mỗi kiếm tu mà còn là chỗ ở của đám thầy thợ chuyên cung cấp nguyên dây truyền dịch vụ bao gồm rèn đúc, bảo trì và làm phụ kiện cho kiếm. Nhờ dịch vụ này mà đỉnh Chu Minh có thể xem là trốn dư dật của cái nhất tông môn, đám kiếm tu coi kiếm như mạng thả ăn dơm ăn cỏ cũng không nỡ để linh kiếm yêu quý của mình chịu thiệt tuy yên cửu không có hứng thú gì với chiếc giá kiếm trầm hương kia nhưng chàng nghĩ cho người khác xem linh kiếm cũng chẳng sao bèn đồng ý ngay được chứ triệu thế quỳnh mừng ra mặt sư đệ cách vách mới tới không thích giao du với người khác nhưng trông tướng mạo cực kỳ hiền lành quả nhiên không giống đám kiếm tu dữ dằn kia trường ly nằm y trên bàn cũng nghe tiếng họ nói chuyện cho nhìn một cái mà có giá kiếm thì cũng không lỗ nằm trên bàn chẳng thoải mái chút nào chẳng biết nằm trên chiếc giá kiếm trầm hương kia sẽ có cảm giác gì. Vừa trò chuyện, Yên Cửu vừa dắt Triệu Thế Quỳnh vào phòng. Triệu Thế Quỳnh vừa vào tới nơi đã thấy kiếm trường ly nằm chơi trọi trên bàn. Hắn tức khắc lườm Yên Cửu một cái với ý trách cứ, Yên Sư Đệ, đây là linh kiếm bổn mạng của đệ đấy, sao đệ lại đối xử bạc bẽo với nó như thế? Yên Cửu hòa nhã nói, ta không ngờ mới lần đầu vào mộ kiếm đã lấy được linh kiếm bổn mạng nên không chuẩn bị trước. Triệu Thế Quỳnh chợt thấy tim đau nhói như bị trúng tên, hắn đã bỏ lỡ ba lần vào mộ kiếm nên đến nay vẫn còn dùng kiếm sắt bình thường. Mấy đệ tử nhập môn cùng năm và có năng lực ngang ngửa hắn đều đã có kiếm riêng, chỉ mỗi hắn là chưa. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị giá kiếm, vỏ kiếm và tua kiếm đủ loại cho thanh kiếm trong mộng của mình từ lâu, đúng chuẩn một kiếm tu mong gặp thanh linh kiếm bổn mạng đến phát điên nhưng mãi vẫn chưa có duyên gặp gỡ. Mà một đệ tử mới chân ướt chân giáo vào tông môn đã có linh kiếm như yên cửu lại chẳng biết quý trọng. Triệu Thế Quỳnh lôi ngay giá kiếm trầm hương mà hắn đặt làm riêng trong túi chứa đổ ra, hắn chưa kịp làm gì trường ly đã chờ hết nổi mà vạn thân kiếm phi lên đó nằm ngay trường ly vừa nằm lên là tụ linh trận trên giá kiếm hoạt động ngay linh khí xung quanh bắt đầu nhanh chóng tụ vào thân kiếm trường ly bất giác sơn lên một tiếng vì sướng cái giá kiếm này phù hợp với kiếm quá đi mất từng chỗ lồi lõm hay nhấp nhô đều gãi đúng trông ngứa cảm giác được linh khí gột rửa thoải mái y như nằm trên chiếc ghế massage tự động vậy trường ly đột nhiên thấy eo hết mỏi chân hết đau cảm giác mệt mỏi bám giết nàng từ lúc ra khỏi mộ kiếm bỗng biến đâu mất Thấy kiếm trường Ly bị biết tự thân vận động, mắt Triệu Thế Quỳnh càng sáng rỡ, "Yên sư đệ, thanh kiếm của đệ thông minh thật đấy." Yên Cửu vô thức giật môi, chợt nhớ lại cảnh kiếm trường Ly ăn vạ mình. "Nó thông minh quá đáng thì có." Yên Cửu nói rất khẽ, khẽ đến độ Triệu Thế Quỳnh không nghe rõ. Triệu Thế Quỳnh rất thích thanh linh kiếm trước mặt, mở miệng hỏi, "Yên sư đệ, xin hỏi đệ làm thế nào mà lấy được thanh linh kiếm này từ mộ kiếm vậy có phải đệ đã bị linh kiếm thử thách nhiều lần đến khi đạo tâm được công nhận thì mới rước được linh kiếm về không?" Vẻ mặt yên cửu trông càng phức tạp hơn, không, nó tự lao tới chỗ đệ. Mắt Triệu Thế Quỳnh lóe lên vẻ khó tin, sau đó sáng lấp lánh, có thể khiến linh kiếm chủ động chọn chủ chứng tỏ tài dùng kiếm của sư đệ rất khôn lường. Triệu Thế Quỳnh nói với giọng quả quyết, "Yên sư đệ, hay là sau này đệ dậy sớm đi luyện kiếm với ta đi." "Tuy ta không có linh kiếm nhưng dẫu sao cũng nhập môn sớm hơn đệ mấy năm, cũng chỉ bảo được đôi điều." Trường Ly đang hưởng thụ linh khí mát xa, vừa nghe thấy hai chữ dậy sớm vội rỏng tai hóng hớt ngay. Yên cửu không khỏi nhíu mày, hình như gã hàng xóm phòng bên này hơi nhiệt tình quá lố thì phải. Chàng từ chối khéo, không phiền triệu sư huynh đâu ạ, à, ta tới sân luyện kiếm chung với những đệ tử khác được rồi. Triệu thế quỳnh đâu dễ dàng từ bỏ, hàng ngày yên sư đệ đi luyện kiếm lúc nào thế. Yên cửu, giờ thìn, đây là canh giờ đa số đệ tử đi luyện kiếm, tất nhiên yên cửu cũng bắt trước số đông. Triệu thế quỳnh thoáng nhíu mày, thế là hơi trễ đấy, yên sư đệ có năng khiếu như vậy thì nên chăm chỉ hơn mới phải. Nếu mỗi ngày đệ luyện kiếm từ giờ máu lấy thời gian bù khuyết thì cũng không phải là không có khả năng trở thành đệ tử thân truyền đâu. Trường Ly cứng nở người trên giá kiếm, giờ thì là tầm 7-9 giờ, nàng đã thấy sớm lắm rồi. Giờ mão là tầm 5-7 giờ, giờ này mà bắt nàng dậy khác nào rất nàng. Yên cửu chớp chớp mắt, đệ tử thân truyền thì khỏi đi, chàng không muốn bị mấy lão già trong kiếm tông để mắt đến đâu. Ta xin nhận ý tốt của triệu sư huynh, nhưng ta không ôm mục tiêu lớn lao như vậy nên không đi luyện kiếm với sư huynh thì hơn, đỡ mất công vướng chân sư huynh. Trường Ly chậm rãi thở hắt ra, thật may mắn khi gã đệ tử nàng chọn biết cân bằng hai chuyện làm việc và nghỉ ngơi với nhau. Đúng là người được nàng chọn có khác, Triệu Thế Quỳnh tiếc rẻ lắc đầu, không nài ép nữa. Hắn lưu luyến nhìn kiếm Trường Ly rồi chào tạm biệt yên cửu. Hắn nên đi luyện kiếm thôi bao giờ mổ kiếm mở cửa, hắn nhất định phải lấy được một thanh linh kiếm bổn mạng thuộc về mình. Tiến Triệu sư huynh xong, Yên Cửu nhận được một lá bùa đưa tin của đạo pháp đường. Tuy đa số đệ tử trong tông môn đều được quản lý theo kiểu nuôi thả, nhưng dù sao chuyện có linh kiếm bổn mạng cũng là chuyện lớn. Các đệ tử thân truyền sẽ được đám sư trưởng đích thân dạy dỗ, nhưng đệ tử bình thường khó có cơ hội đó. Bởi vậy, đạo pháp đường cố ý mở lớp dạy các đệ tử trẻ mới lấy được linh kiếm cách chung sống với linh kiếm và bí kíp bảo dưỡng linh kiếm, vân vân. Yên Cửu vội liếc nhìn chương trình học, ánh mắt nán lại hơi lâu trên lịch học. Vì không muốn đụng giờ học với mấy khóa đạo pháp khác mà lịch học bổ sung này được sắp xếp cực kỳ trái khoái. Lúc này, Trường Ly đang vui vẻ nằm thoải mái trên giá kiếm nàng được linh khí gột rửa sướng đến mềm cả xương, hoàn toàn không hay biết gì về tin giữ mình sắp sửa đối mặt. Tối đến, Yên Cửu đi ngủ sớm, đang nằm trên giá kiếm thì nến phụt tắt, Trường Ly chớp chớp mắt trong bóng tối. Gã đệ tử này đúng là biết kết hợp làm việc với nghỉ ngơi thật, thậm chí chẳng giống một kiếm tu khắc khổ chút nào. Trường Ly chờ mình trên giá kiếm, thấy chán chất đi được. Nói thật là bây giờ nàng không muốn ngủ, thanh niên thời nay có ai không mắc tật cú đêm đâu, nhất là khi biết ngày hôm sau không phải làm gì mà không thức khuya thì cứ thấy như bị lỗ. Trường Ly gión rén nhìn lên giường một cái, chỉ thấy thấp thoáng một bóng người nằm thẳng đơ trên đó. Nàng khẽ bay ra khỏi giá kiếm, lượn một vòng khắp phòng rồi bay tới chỗ kệ sách ven tường. Kệ sách giống không, chỉ có lèo tèo vài cuốn đạo pháp và kiếm quyết nhập môn. Trường Ly dùng mũi kiếm cẩn thận lật xem mấy tờ là mất hứng luôn. Sao chẳng có sách gì đọc chơi vậy? Trường Ly chưa bỏ cuộc, tiếp tục bay tới bàn nhìn nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì. Thanh kiếm dài vẽ một vòng tròn trên không để bày tỏ sự hụt hẫng rồi bay về lại giá kiếm đời sống ban đêm của kiếm tu có vẻ nhàm chán thật. Trường Ly nằm trên giá kiếm đợi cơn buồn ngủ kéo tới. Lúc nàng đếm đến con cừu thứ 1804 thì nghe tiếng mở cửa rồi đóng lại của phòng kế bên. Vị triệu sư huynh kia đã đi luyện kiếm về rồi. Trường Ly lại liêm mắt về phía. Dương, may mà nàng chọn được một gã đệ tử không chăm chỉ như triệu sư huynh, nếu đã biến thành kiếm linh mà còn phải ngày ngày đi sớm về trễ để luyện kiếm thì. Trường Ly vội lắc đầu nguội nguậy, cố vứt ý nghĩ đáng sợ đó ra khỏi đầu. Thế rồi nàng thấp lúc nào không hay, bỗng mơ một giấc dài. Nàng mơ thấy mình về lại thời đi học, chất giọng đều đều của thầy giáo vọng từ xa tới, sộc thẳng vào tâm trí nàng. Chấm, có lẽ cả đời một kiếm tu từng dùng vô số thanh kiếm, nhưng linh kiếm bổn mạng thường chỉ có một. Trường ly nhíu mày, nàng đã không còn là người nữa, sao ngủ mớ vẫn phải nghe giảng bài vậy nàng sốt ruột tính bị tai lại mới sực nhớ mình không có tay. Nàng bực bội chờ mình những mong thoát khỏi cái giọng ra giả đang phá bĩnh mộng đẹp của mình. Yên Cửu đang ngồi lơ đễnh trước bàn học thì chợt nghe thấy một tiếng keng. Chàng hoàn hồn ngay, thấy linh kiếm mình đặt ở mép bàn đã lăn khỏi bàn, rớt xuống đất từ đời thủa nào rồi. Cùng lúc đó, đám đồng môn xung quanh và đạo quân đứng giảng bài trên bục đều đồng loạt đổ dồn mắt tới chỗ này. Nói chính xác hơn là tới chỗ thanh linh kiếm mới rớt xuống đất. Yên Cửu siết chặt nắm đấm, lần thứ hai, đây đã là lần thứ hai chàng biến thành tâm điểm mọi ánh nhìn vì thanh kiếm này rồi. Yên Cửu hít sâu một hơi, nhặt linh kiếm dưới đất lên, nở nụ cười hối lỗi với đám người xung quanh xin lỗi ạ à, con đã bất cần quấy dày bài giảng của đạo quân vị đạo quân trẻ không nhìn chàng nữa nói tiếp linh kiếm có linh dần dần trên bước đường tu hành có thể sẽ hóa kiếm linh sau khi các con lập khế ước với kiếm nếu tu vi đạt cấp nguyên anh sẽ có thể trông thấy kiếm linh yên cửu nhìn chằm chằm thanh kiếm trên bàn trong mộ kiếm có rất nhiều linh kiếm mà trước kia các vị tiền bối trong kiếm tông từng dùng sau khi các tiền bối qua đời kiếm vô chủ sẽ bị đưa về lại mộ kiếm chờ vị chủ hữu duyên tiếp theo bởi thế nên linh kiếm có thể biến thành kiếm linh cũng rất bình thường, song thanh kiếm linh này hình như hơi lanh quá thì phải. Trong lúc yên cửu trầm tư, trường ly mãi mới tỉnh ngủ nổi. Sao lại thế chẳng phải lúc đi ngủ nàng nằm trên giá kiếm à? Sao ngủ dậy lại ở lớp học? Trường Ly nhìn quanh bốn phía thấy một đám đệ tử trẻ mặc áo bào, trước bàn ai cũng đặt một thanh kiếm dài. Nàng bất giác trợn mắt thao láo, đi học thì cứ đi, mắc mớ gì còn bắt kiếm đi nghe giảng chung chứ. Nàng ngó ra ngoài cửa sổ, mặt trời chưa ló chưa lâu, nắng còn chưa gắt chứng tỏ trời hãng sớm tim trường ly run lên hình như tiết học này bắt đầu sớm qua đó xét thấy bây giờ mình không thể nói chuyện với loài người được trường ly bèn khe khẽ gọi thanh kiếm dài đặt trên bàn bên cạnh kiếm huynh tiết học này bắt đầu lúc nào thế bàn bên im lìm trường ly thoáng hoang mang chẳng lẽ cái anh kiếm kia còn đang ngủ à nàng quay sang hướng khác hỏi kiếm huynh bên trái à huynh thì sao bên trái cũng lặng ngắt như tờ trường ly lấy hơi gào toáng lên ở đây có vị kiếm huynh nào còn thức không Mãi một lúc sau, trong góc mới có tiếng thiếu niên bé bé đáp lại nàng, cô có chuyện gì thế? Bị đám người xung quanh chắn mất tầm nhìn, nàng đành hướng về phía giọng nói kia hỏi, ta muốn hỏi thăm xem tiết học này bắt đầu lúc nào. Giờ mão, Trường Ly thấy trước mắt tối sầm, lẩy bẩy hỏi, ngày nào cũng thế à? Giọng thiếu niên đáp, ta cũng không biết, nhưng dù không học tiết này thì giờ này cũng phải dạy luyện kiếm rồi mà, có gì khác nhau đâu. Trường Ly thấy lòng nặng chiếu, khác chứ sao không, chí ít gã đệ tử nàng chọn sẽ không đi luyện kiếm sớm dữ vậy. Trường Ly mất một lúc để chấp nhận hiện thực cay đắng này. Nhớ tới giọng nói trả lời mình, nàng không kìm được hỏi, sao chỉ có mỗi huynh trả lời ta thế chẳng lẽ mấy kiếm khác đều đang ngủ à? Giọng thiếu niên nghe có hơi hoang mang, hả mấy thanh kiếm khác đã sinh ra kiếm linh đâu mà trả? Lời cô được, Trường Ly ngỡ ngàng, hình như cậu thiếu niên kia nhận ra Trường Ly chỉ là tấm chiếu mới khi nghe nàng hỏi một câu ngờ nghịch như vậy nên thấy tự tin hơn chút đỉnh vì mình nghĩ là tiền bối, cô mới sinh kiếm linh hay sao mà cả chuyện này cũng không biết thế kiếm linh có phải bắp cải đâu mà thanh kiếm nào cũng có kiếm linh được. Trường Ly ngớ người, trong mộ kiếm lúc nào cũng thiếu thít om sòm nên nàng cứ tưởng kiếm linh rất phổ biến. Giờ ngẫm lại mới thấy hình như số kiếm im lặng nhiều hơn hẳn, lúc ấy nàng cho rằng bọn họ không thích nói chuyện, không ngờ là do không có kiếm linh. Đạo quân trên bục giảng lại nói tiếp, ngoài luyện kiếm thì dùng linh khí của mình nuôi kiếm hàng ngày cũng có thể thắt chặt tình cảm giữa kiếm tu và linh kiếm, nhưng bây giờ nhiều kiếm tu thích dùng giá kiếm có tụ linh trận nuôi kiếm hơn. Ông ta còn chưa dứt lời, nhiều đệ tử trẻ đã sốt ruột muốn thử ngay. Đạo quân chiều mến nhìn họ rót linh khí vào linh kiếm. Từng có vô số kiếm tu thử làm chuyện này, nhưng người kiên trì làm đến cùng lại rất hiếm. So với việc dành kha khá thời gian trong ngày cho việc nuôi kiếm thì đám tu sĩ thích dùng thời gian đó để tu hành hơn. Đám đệ tử trẻ chẳng qua là cả thèm chóng chán, về lâu về dài đều thôi không làm nữa. Yên cửu cũng xuất chút linh khí ra đầu ngón tay, nhưng không phải vì chàng định nuôi kiếm, nếu thật sự có thể giao tiếp với kiếm linh thì yên cửu chỉ mong thanh kiếm này ngoan một tí, đừng có làm mấy chuyện thu hút sự chú ý của người khác nữa. Trường ly bất thình lình được rót cho một luồng linh khí, từ thân kiếm chảy dọc xuống đuôi kiếm. Nàng lập tức thoải mái dùng mình một cái, cảm giác luồng linh khí này mang đến khác hẳn với linh khí của tụ linh trận trên giá kiếm, tuy rất khó tả nhưng lại khiến kiếm si mê. Trường ly bất giác sáp lại gần tựa như dục yên cửu rót thêm linh khí. Yên cửu dừng lại, chàng lấy đầu ngón tay chặn kiếm lại, vội vàng liêm mắt nhìn quanh, May mà không có ai phát hiện, đám linh kiếm khác không nhúc nhích gì, chỉ có linh kiếm của Yên Cửu là cứ dán sát ra tay chàng. Đúng là không biết rụt rè gì cả. Tiết đạo pháp kết thúc, Tống Trường Ly sảng khoái tinh thần, thỏa mãn nằm y trên bàn. Linh khí đúng là tuyệt nhất quả đất, khiến kiếm sướng lên tiên. Còn Yên Cửu lại ngẩn to te ngắm đầu ngón tay mình, giờ đám linh kiếm đều ăn lắm thế à? Chiếu theo khẩu phần ăn này thì linh khí của kỳ đầu trúc cơ đâu có đủ dùng trang lặng lẽ nhìn quanh thấy một đệ tử mặc áo xanh vừa đứng dậy đã lảo đảo rồi bất cần va phải góc bàn được người bạn bên cạnh đỡ mới chật vật đứng thẳng dậy được thấy đám người xung quanh nhìn mình chằm chằm gã đệ tử nọ hơi mắc cỡ cổ đỏ ửng lên đạo quân đang tính ra khỏi lớp trông thấy cảnh này bèn dịu giọng an ủi chắc do lần đầu nuôi linh kiếm chưa biết khống chế mức độ nên hao tổn quá nhiều linh khí sau này kiềm chế chút là được gã đệ tử áo xanh khẽ đáp vâng ạ đệ tử hiểu rồi bạn hắn không kìm được nói chuyện nuôi kiếm linh không vội được đâu huynh đừng có mà dục tốc bất đạt làm nền móng tổn hại đệ tử áo xanh cười khổ hội thử kiếm năm nay sắp tới rồi nếu trước ngày đó ta có thể tiến bộ một chút biết đâu lại giành được cơ hội vào nội môn thì sao hai người nọ dần dần đi xa yên cửu nghĩ ngợi gì đó mà vân vê đầu ngón tay hội thử kiếm là một sự kiện trọng đại được tổ chức thường niên của quy nguyên kiếm tông ngoài những đệ tử bế quan hoặc chu du bên ngoài không về kịp những đệ tử còn lại đều tham gia đầy đủ đây không chỉ là dịp cho đệ tử kiếm tông phô diễn thành quả tu hành sau một năm mà còn là cơ hội để họ đạt được sự công nhận của chân nhân các đỉnh núi gia tăng địa vị trong tông môn cũng như gặt hái thêm nhiều nguồn lực và cơ hội của tông môn nhân sự kiện này chàng có thể quan sát kỹ lưỡng thực lực của ninh tầm nhưng trước đó chàng cần phải đột phát kỳ đầu trúc cơ lên kỳ giữa trúc cơ mới được chắc linh khí kỳ giữa trúc cơ đủ nuôi kiếm dư giả rồi nghe thấy ba chữ hội thử kiếm trường ly chẳng buồn bận tâm mà lúc lắc đuôi kiếm Mấy sự kiện kiểu này đâu liên quan gì tới mấy người qua đường tép siêu như bọn họ chứ, chẳng thà lo xem lần tiếp theo được hút linh khí là bao giờ còn thực tế hơn. Đạo quân bảo đám đệ tử hãy liệu sức mà làm, ai rồi rào linh lực có thể nuôi kiếm 3 ngày một lần, còn ít ỏi thì có thể rót 7 ngày một lần. Nếu nàng biết nói thì tốt biết bao, thế thì nàng sẽ thương lượng với yên cửu xem liệu chẳng có thể rót 2 ngày một lần được không, hoặc nếu dư giả rót mỗi ngày một lần thì càng tốt. Trường ly gõ bàn tính lách cách trong bụng khiến thân kiếm treo bên hông yên cửu cứ lắc qua lắc lại mãi học tiết sáng xong là có thể về phòng leo lên giá kiếm ngủ bù một giấc rồi. Đương lúc Trường Ly đang đắc ý về kế hoạch sống lười biếng của mình thì Yên Cửu đột nhiên đổi hướng rẽ sang lối khác. Trường Ly hoang mang nhìn con đường xa lạ trước mắt, đây là đường về đệ tử xã à. Sáng nay nàng bị Yên Cửu mang đi học lúc đang ngủ nên không biết đường cũng bình thường, Trường Ly nhanh chóng vứt thắc mắc này ra khỏi đầu. Tâm thế nhẩn nhơ của nàng tắt ngóm ngay khi Yên Cửu đến sân luyện kiếm. Trên sân luyện kiếm rộng bao la không thấy điểm cuối, vô số đệ tử mặc áo bảo mướt mát mồ hôi dưới nắng đang luyện mấy chiêu thức cơ bản như đâm, bổ, móc, gẩy. Trường Ly chất chân, nàng đâu ngờ sau tiết học văn hóa lại có thêm một tiết thể dục nữa. Yên Cửu chọn một góc không ai để ý, ung dung rút kiếm Trường Ly ra, thử ước lượng mấy lần bằng tay. Thanh kiếm này khác với thanh kiếm sắt lúc trước nên chẳng cần thời gian làm quen với nó. Trường Ly đột nhiên bị ném lên trời, rồi rơi xuống bàn tay Yên Cửu. Khoan, khoan đã, cứ bắt đầu luôn vậy à, không khởi động làm nóng người hả? Trường Ly hoảng loạn tuôn một tràng, tiếc là chẳng ai nghe thấy tiếng kêu la của nàng cả. Yên Cửu vung kiếm lên trời, mũi kiếm xẹt qua khoảng không mang theo tiếng gió rít. Thử xong vài chiêu, hình như chàng đã quen với kiếm mới, bắt đầu vung kiếm luyện tập. Chàng không được xem là đệ tử chăm chỉ nhất Quy Nguyên Kiếm Tông, bình thường sáng khua 500 cái, chiều khô 500 cái là xong việc. Trình độ của chàng thuộc dạng thường thường bậc trung trong đám đệ tử, cực kỳ bình thường, không có gì nổi bật cả. Nhưng hôm nay lại xảy ra chút sự cố lúc luyện tập. Vung được 50 cái, kiếm trong tay chàng có vẻ nặng thêm. Vung được 100 cái, mỗi lần vung đều có cảm giác ai đó ghi tay mình xuống. Vung được 150 cái, lực cản vung kiếm còn lớn hơn. Bây giờ Trường Ly thấy cực kỳ đau đầu chóng mặt, cảm giác y như mới chơi mấy trò đu văng, tháp thả và tàu lượn siêu tốc phải bận xong vậy. Mới đầu nàng còn rảnh thét chói tai, sau đó kiệt sức tới độ nghỉ kêu luôn. 151, 152, 153. Nàng không nhịn nổi nữa, mà cũng không việc gì phải nhịn nữa. Trường Ly cố sức né khỏi tay Yên Cửu, xoay người lùi vô vỏ kiếm giả chất. Hôm nay đã vận động nhiều quá rồi, đừng hòng ai bắt nàng động đậy thêm được. Yên Cửu bàng hoàng ngắm bàn tay trống không của mình, linh kiếm của chàng mới chạy đó à? Yên Cửu ngoan cố không chấp nhận sự thật bèn siết chặt chuôi kiếm, rút nó ra khỏi vỏ. Một lần, hai lần, ba lần, rút kiểu gì cũng không ra. Một đệ tử lớn tuổi đi ngang thấy Yên Cửu đã tra kiếm vào vỏ, không kìm được hỏi Yên sư đệ luyện kiếm xong rồi à? Hắn vừa nói vừa ngẩng lên nhìn ánh mặt trời tuy bình thường sư đệ không tu hành lâu lắm nhưng chưa từng kết thúc sớm như hôm nay tay yên cửu cứng đờ ra thanh kiếm này cứ sống chất nằm ăn vạ trong vỏ kiếm chắc chắn không thể rút nó ra nổi trong một chốc một lát giữa việc thú nhận linh kiếm không nghe lời mình và thú nhận mình kết thúc tu hành trước Hạn Yên Cửu quyết đoán chọn vế sau, chàng không cố rút kiếm ra nữa, rũ cổ tay áo, nói tỉnh bơ khụ, hôm nay ta có chuyện quan trọng cần làm nên phải về đệ tử xá sớm, Yên Cửu chắp tay chào tạm biệt người nọ rồi đi mất, gã đệ tử kia nhìn nhịp chân lộn xộn của Yên Cửu, bất giác lắc đầu chê, đám đệ tử trẻ bây giờ luyện kiếm không ra giống ôn gì cả. Tới đoạn đường neo người, Yên Cửu đã cố nhịn lắm rồi mà rốt cuộc cũng không nhịn nổi, trong tiết đạo pháp, ta không trách người lăn xuống đất, nhưng sao ngay cả nhiệm vụ luyện kiếm mỗi ngày của đệ tử kiếm tông mà ngươi cũng không chịu phối hợp với ta hả? Nếu thanh kiếm này không phải do chính chàng mang ra khỏi mộ kiếm thì yên cửu thật không dám tin trong quy nguyên kiếm tông lại có linh kiếm làm biến cỡ này. Trường Ly im lặng trốn trong vỏ kiếm, bất giác thấy hơi trột dạ. Thì do ta mới làm kiếm lần đầu nên chưa thuần thục chứ sao hơn nữa tu vi đâu có tiến bộ bằng cách khua kiếm, bọn mình chỉ là người qua đường, giả bộ khua mấy cái là được rồi mà. Yên cửu không nghe thấy tiếng trường Ly lẩm bẩm, nếu nghe thấy e là chàng còn sôi mấu hơn. Chàng dạo bước đi về đệ tử xá, lựa ngày chi bằng quất ngay, hôm nay đột phá luôn cho rồi càng sớm giao tiếp với thanh kiếm linh ngang bướng này càng tốt đỡ mất công nó gây thêm chuyện gì nữa yên cửu bày cấm chế ngoài cửa đề phòng bị ai đi ngang quấy giày chàng đặt kiếm trường ly lên giá kiếm rồi ngồi xếp bằng trên tấm đệm cói chuẩn bị gỡ một lớp phong ấn trên người ra để tránh bị nghi ngờ chàng phải dẫn linh khí xung quanh vào phá tan phong ấn trong người để giả bộ đột phá thật tự nhiên trường ly lơ mơ nhìn một loạt động thái của yên cửu mà trầm trồ gã đệ tử này cần mẫn hơn nàng nghĩ nhiều thấy không luyện kiếm được là về nhà ngồi thiền tu luyện ngay còn chưa kịp thả hồn theo mây trường ly chợt có cảm giác linh khí quanh mình đang dao động linh khí sộc vào phòng như lốc xoáy khiến tụ linh trận trên giá kiếm trầm hương bắt đầu chuyển động nhanh chóng mặt trường ly bị luồng linh khí đậm đặc đột nhiên ập tới dọa cho giật mình không dành nghĩ tới chuyện yên cửu ngồi thiền nữa bắt đầu tập trung hấp thu luồng linh khí khổng lồ đang tụ lại tất cả linh khí tụ hết vào thân kiếm thông qua tụ linh trận mang theo ánh sáng nhạt lấp lánh yên cửu nhắm mắt ngồi yên một lúc chợt nhíu mày chẳng biết có phải là ảo giác không mà chàng cứ thấy linh khí xung quanh vơi hẳn đi chẳng lẽ vì đỉnh vô danh không được quy nguyên kiếm tông coi trọng nên linh khí cũng thua xa mấy đỉnh núi khác à yên cửu vô thức bấm quyết gia tăng tốc độ hội tụ linh khí trường ly nằm trên giá kiếm hút linh khí phủ phê tới mức sơn hừ hừ hôm nay linh khí dồi dào hơn hôm qua những vài chục lần chiếc giá kiếm trầm hương này tuyệt quá đi bữa nào đó nhất định nàng phải cảm ơn triệu sư huynh cách phách mới được lúc này triệu sư huynh cách phách đang từ sân luyện kiếm về đệ tử xá hắn vừa tình cờ gặp vương sư huynh và nghe kể là hôm nay sư đệ mới khua kiếm hơn trăm cái đã bỏ về phòng xét thấy đôi bên đã có chút tình hữu nghị sau chuyện mượn kiếm hắn nghĩ mình cần khuyên bảo yên cửu tận tình mới được đã là kiếm tu thì dù bão tuyết ập đến hay sấm chấp ầm ầm thì cũng không được phép lười biếng một ngày nào hết huống chi hôm nay còn nắng giáo thích hợp để luyện kiếm thế này sao bảo không luyện là không luyện được chứ triệu sư huynh vừa về tới cổng đệ tử xá đã sững người khi trông thấy luồng linh khí hội tụ trên nóc nhà ơ ờ, vị sư huynh nào sắp đột phá à Triệu sư huynh tự hỏi với giọng lẩy bẩy, vì nhập môn đã lâu nên hắn từng trông thấy vài lần đột phá cảnh giới nhưng chưa lần nào có linh khí nồng đậm đến mức này. Hắn lập tức lần theo dấu linh khí mà tới, trong phòng, trường ly đã dơn dỉ lần thứ N vì hút linh khí căng phình bụng. Nàng vốn là người có tính tự chủ cao, ăn gì cũng chỉ ăn no 8 phần, nếu ngon quá thì 9 phần, còn gặp thứ gì siêu ngon thì 10 phần cũng không phải là không thể. Bây giờ nàng cảm thấy mình đã no tới 9.99 phần, thực sự không thể hút thêm nữa nhờ chút ý chí cuối cùng còn sót lại trường ly lưu luyến lăn khỏi giá kiếm nàng vừa lăn xuống bàn linh khí tập trung vào tụ linh trận bị mất mục tiêu lập tức tản ra ngay phía bên kia yên cửu rốt cuộc cũng gom được linh khí may chàng giãn ra nếu linh khí còn không chịu tụ lại thì chắc chàng phải đổi đỉnh núi khác để đột phá mất yên cửu thông thả dẫn linh khí vào người phá tan tầng phong ấn ngoài cùng tu vi của chàng cũng theo đó mà tăng từ kỳ đầu trúc cơ lên kỳ giữa trúc cơ yên cửu thư thả thở hắt ra một hơi đứng dậy khỏi tấm đệm gói Đúng lúc này, hình như chàng nghe thấy một tiếng ợ. Yên cửu hoang mang nhìn quanh phòng, thoáng dừng ở chỗ linh kiếm đang nằm liệt trên bàn một chút rồi rời đi. Chắc chắn chàng đã nghe nhầm, ngay sau đó, ngoài phòng vang tiếng gõ cửa cốc cốc. Yên cửu tiện tay gỡ bỏ cấm chế rồi đi ra mở cửa. Triệu sư huynh, sao huynh lại tới đây? Yên cửu vừa thấy triệu sư huynh kích động tới đỏ bừng mặt thì im bặt. Trường ly đang nằm ì trên bàn, nghe thấy cái tên này thì chờ người nhổm dậy bay tới, thuần thục treo bên hông yên cửu đây là người tốt bụng tặng giá kiếm cho nàng nàng phải nghĩ cách cảm ơn hắn mới được yên sư đệ đệ đột phá rồi giọng triệu sư huynh vừa to vừa vang nếu giờ đám đệ tử không bận ra ngoài luyện kiếm thì chắc chắn sẽ gây chú ý gặp may ấy mà yên cửu đáp tỉnh bơ tiện tay xốc lại đai quần mới bị linh kiếm kéo trễ xuống một khúc chẳng biết thanh kiếm này lại nổi khùng gì nữa sau này phải buộc đai quần chặt hơn mới được yên cửu nghĩ bụng trường ly nghe vậy bèn ngẩng lên nhìn yên cửu chàng đột phá rồi á chỉ cần ngồi thiền có tí là xong đúng là kiếm tông lừng lẫy nhất giới tu tiên có khác ngay cả một gã đệ tử ngoại môn tầm thường mà cũng đột phá dễ dàng như vậy nhưng phản ứng của triệu sư huynh lại nằm ngoài dự đoán của hai bọn họ hắn kích động nói từ lúc ta nhập môn đến nay chưa từng thấy cảnh tượng đột phá nào hoành tráng dữ vậy sư đệ đúng là thiên tài trường ly dung thân kiếm cái gã triệu sư huynh này khéo miệng quá thể đáng một gã đệ tử ngoại môn tầm thường đột phá mà hắn khen nức nở cứ như thể đệ tử thân truyền đột phá không bằng trong đầu yên cử từ từ hiện một dấu chấm hỏi hoành tráng cái gì hoành tráng cơ chẳng phải chàng chỉ đột phá theo cách thông thường à chẳng lẽ tư thế dẫn linh khí của chàng có gì khác lạ làm triệu sư huynh hoài nghi mắt yên cửu ánh lên tia cảnh giác nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười triệu sư huynh quá lời rồi chẳng qua ta chỉ đột phá tới kỳ giữa trúc cơ đâu sánh được với các sư huynh sư tỷ khác ánh mắt triệu sư huynh nhìn yên cửu trông càng thêm chiều mến chàng quả đúng là tuổi trẻ tài cao không kiêu không vội chả trách lần đầu vào mộ kiếm đã được linh kiếm chọn ngay bị hắn nhìn sâu xa kiểu đó yên cử thấy nhuột hết cả người chàng giật giật môi hỏi triệu sư huynh cố ý tới tìm ta là có chuyện gì à triệu sư huynh vỗ chán cái bốp suýt thì quên mất ý đổ tới đây của mình nhưng sư đệ mới đột phá dù nghỉ luyện kiếm một hôm cũng chẳng sao hắn cười khanh khách đáp không có gì ta đi ngang qua ấy mà nếu đệ đã lên kỳ giữa trúc cơ thì số tiền được lãnh mỗi tháng không giống trước kia nữa đệ nhớ tới sự vụ đường cập nhật thông tin nhé yên cử gật đầu đồng ý Tuy chàng chẳng đếm xỉa tới chút linh thạch được phân này nhưng một gã đệ tử nhãi nhép mới vào tông môn không thể không quan tâm được. Mắt trường ly sáng rỡ lên, chẳng biết số tiền yên cửu được lãnh có đủ mua một chiếc tua kiếm xinh đẹp cho nàng không. Hôm nay lúc ra sân luyện kiếm, nàng thấy rất nhiều kiếm của đệ tử khác có gắn tua kiếm, chỉ mỗi nàng là trụi lùi, mất mặt chất đi được. Tiễn triệu sư huynh về xong, yên cửu tới sự vụ đường. Hoàng chấp sự chịu trách nhiệm trực ban ở sự vụ đường kiểm tra tu vi của chàng xong thì chúc mừng một tiếng, Đệ tử kỳ đầu trúc cơ được lãnh 20 linh thạch cấp thấp mỗi tháng còn đệ tử kỳ giữa trúc cơ thì được lãnh 40 linh thạch cấp thấp mỗi tháng. Hoàng, chấp sự đưa số linh thạch tháng này cho Yên Cửu rồi ghi vào sổ. Để khuyến khích đệ tử miệt mài tu luyện, các đệ tử vừa đột phá sẽ được tặng thưởng. Hoàng chấp sự vuốt bộ ria cá chê của mình, ra sức chào mời, một viên tích cốc đan có hiệu lực một tháng, một lá bùa giúp cậu luyện kiếm hăng say ba ngày không nghỉ và một chiếc đệm gói giúp ngồi thiền xuyên đêm không ngủ. Cậu thích lấy cái nào? Trường Ly nhìn chằm chằm chiếc đệm cói mà Hoàng chấp sự chào mời, cứ có cảm giác nó đang sáng lóe lên châm chọc nàng. Trường Ly không khỏi dùng mình một cái, không ngờ đám kiếm tu của Quy Nguyên Kiếm Tông lại đáng sợ như vậy. Yên cử vô thức nuốt nước miếng, không có thứ gì bình thường một chút ạ. À. Hoàng chấp sự nghiêm túc ngắm chàng một lát, sau khi chắc chắn chàng không cần mấy món ấy thật thì thở dài đầy tiếc nuối, không cần thật à đây là mấy món đắt nhất và bán chạy nhất đấy. Yên cử nhìn mấy phần thưởng kia với ánh mắt kính sợ, quả quyết lắc đầu. Hoàng chấp sự mở ngăn kéo ra, còn mấy thứ này nữa, vỏ kiếm dự phòng, dầu bôi kiếm, tua kiếm, v, v. Nhưng mấy thứ này không có ích bằng những món vừa rồi đâu. Trường Ly lập tức á lên một tiếng, chỉ ước chui luôn vào ngăn kéo kia. Yên cửu ấn thanh linh kiếm đang rục dịch xuống, liếc vội ngăn kéo, thầm thấy hài lòng. Toàn thứ vô dụng nhưng mà an toàn, chàng tiện tay lấy đại một chiếc vỏ kiếm xám xịt tầm thường, cái này. Còn chưa nói xong, Trường Ly đã giấy khỏi tay chàng, dùng đuôi kiếm quất chàng một cái khiến chàng phải nuốt nửa câu chưa kịp nói vào bụng mắt mũi thèm nhóc này bị sao thế chiếc vỏ kiếm xấu xí kia làm sao xứng với một thanh kiếm thon mảnh xinh đẹp như nàng yên cửu xoa mu bàn tay bị quất đỏ ửng khẽ đằng hắng một tiếng thế rồi trước ánh mắt thắc mắc của hoàng chấp sự chàng rời tay sang phải một tấc à không cái này chàng lại bị thụi thêm cú nữa thái dương yên cửu giật hai phát chàng khẽ mấp máy môi hỏi khẽ đến khó nghe thấy rốt cuộc ngươi thích cái nào trường ly vặn thân kiếm dẫy khỏi tay yên cửu bay về phía đám tua kiếm mười giây sau Yên Cửu trông thấy kiếm Trường Ly gãy cái tua kiếm đính đá màu hồng nhạt thì mặt đen kịt lại. Hoàng Chất Sự nhìn Yên Cửu với ánh mắt sâu xa, người ta hay nói chủ sao kiếm vậy, không ngờ gã đệ tử trẻ tuổi này lại có một tâm hồn thiếu nữ. Thấy Trường Ly không chịu bỏ cái tua kiếm màu hồng nhạt xuống, Yên Cửu nghiến răng nghiến lợi nói, "Không được." Trường Ly ôm khư khư tua kiếm, nàng vừa liếc mắt đã chấm ngay nó giữa đống tua kiếm. Chiếc tua kiếm làm bằng chuỗi ngọc láng bóng hồng nhạt lấp lánh dưới ánh nắng, bên trên còn kết nút bướm cực kỳ khéo léo đáng yêu những sợi tua hồng nhạt rực rỡ xinh đẹp thoáng đung đưa trong gió khiến lòng nàng nhộn nhạo không thôi không có thanh kiếm nào nỡ từ chối một tua kiếm xinh đẹp như vậy hết ngay cả hoàng chấp sự cũng không kìm được mà góp lời khuyên nếu kiếm cậu thích thì cậu chọn cái đó đi người ta hay bảo linh kiếm bổn mạng luôn tuân theo mong muốn thực sự của chủ nhân mà có lẽ trong thâm tâm cậu thích kiểu ấy đấy giọng hoàng chấp sự mỗi lúc một bé lại khi thấy sắc mặt càng ngày càng đen kịt của yên cửu yên cửu tiến lên một bước tính nói chuyện phải quấy với thanh kiếm này Người xem tua kiếm màu xanh ngọc bên cạnh đi, sờ đã tay lắm luôn. Trường ly quả quyết lắc đuôi kiếm, tỏ ý không bằng lòng. Yên cửu kiên nhẫn khẩy tua kiếm làm bằng bạch ngọc tua xanh đậm lên, cái này giản dị nhưng vẫn sang chảnh này. Trường ly chờ mình chê bai, trông già phát ớn, yên cửu hít sâu một hơi, ướm một cái tua kiếm gỗ mùn tua trắng lên thân kiếm, cái này hợp với người hơn. Trường ly gạt cái tua trắng ra, dí sát người vào cái tua kiếm hồng nhạt mình ưng ý. Nhìn cái tua kiếm siêu nữ tính kia, yên cửu thấy đau hết cả mắt, nếu ngày nào cũng đeo thanh linh kiếm gắn chiếc tua đó bên hông. Chẳng nghĩ chàng cũng biết đám kiếm tu cao to thô kệch kia sẽ nhìn mình với ánh mắt kỳ dị cỡ nào. Trường Ly không rảnh quan tâm tới nỗi lo của Yên Cửu, nàng mau mắn xoay hai vòng để tự gắn tua kiếm lên người, trông đẹp không tả nổi luôn. Hoàng chấp sự đảo mắt, lập tức xác nhận cái này đúng không? Ông ta vội vàng chốt sổ, đệ tử Yên Cửu đỉnh vô danh lãnh một cái tua kiếm ngọc bích hồng nhạt. Đồ đã lãnh ở sự vụ đường không được phép đổi trả đâu nhé hoàng chấp sự cười tủm tỉm nhìn yên cửu sầm mặt rời khỏi sảnh chính sự vụ đường yên cửu ôm kiếm đi như bay về đệ tử xá vì không muốn chạm mặt bất cứ ai dọc đường vì chàng không muốn mất hết thể diện không lâu sau khi yên cửu rời khỏi sự vụ đường nơi đó lại chào đón hai vị khách khác một cô gái mặc váy hồng nhạt kéo một cô gái mặc áo bảo vào cười nói ninh sư tỷ nghe nói sự vụ đường mới nhập một mớ tua kiếm mới đúng lúc bọn mình đi ngang nên mỗi đứa vào chọn một cái đi tới muộn là hàng đẹp bị người ta lựa hết đấy ninh tầm nhìn sư muội với ánh mắt bất đắc dĩ thứ quan trọng nhất với kiếm tu là kiếm chứ mấy món phụ kiện trang trí hoa hòe lòe loẹt có hay không cũng như nhau thôi cô gái váy hồng nhăn mũi, nhìn sang kiếm xích tiêu sao mà như nhau được nếu ninh sư tỉ lựa một cái tua kiếm đẹp thì kiếm xích tiêu sẽ vui mà lúc chiến đấu nó sẽ chịu khó hơn kiếm xích tiêu vốn bình tĩnh chợt lóe sáng như đồng tình với ý kiến của cô gái váy hồng cô gái váy hồng mừng rỡ tỉ xem kiếm xích tiêu cũng đồng ý với ta đấy thôi ninh tầm chọc nàng ta một cái mắt đong đầy niềm vui, muội đấy nhé. Vào sự vụ đường, cô gái váy hồng nhìn quanh bốn phía rồi nói với Hoàng chấp sự, nghe nói bọn ông mới nhập một mớ tua kiếm mới, lấy ra cho ta xem nào. Vừa thấy hai người họ, mặt Hoàng chấp sự tươi như hoa. Đây là ninh tầm đệ tử thân truyền của trưởng môn và lâm diệu toàn con gái duy nhất của chủ đỉnh Ngọc Hoa. Ninh tầm mới chỉ tới sự vụ đường một lần sau khi đột phá, còn lâm diệu toàn là khách quen ở đây bởi lần nào có hàng mới về, nàng ta cũng là người đầu tiên chạy tới. Chủ đỉnh Ngọc Hoa rất cưng chiều cô con gái duy nhất, nàng ta cần gì cũng cho. Hoàng chấp sự lấy hết số tua kiếm mình có ra bày trước mặt hai người. Lâm Diệu toàn xem qua, thoáng nhíu mày, chẳng phải ông bảo là có một cái tua kiếm ngọc bích hồng nhạt à sao không thấy đâu cả. Hoàng chấp sự bất giác ồ một tiếng, không ngờ bà trẻ này chạy tới đây vì nó. Ông ta lúng túng cười đáp, tiếc quá, cái tua kiếm kia đã bị một đệ tử khác lãnh mất rồi. Lâm Diệu toàn càng mất hứng, ai mà nhanh chân dám giành trước ta thế. Nàng ta bâng quơ khảy mấy cái tua kiếm còn lại, hỏi hoàng chấp sự ai lãnh thế ta sẽ đi gặp nàng đổi ninh tầm thấy vậy bèn khuyên tua kiếm nào chẳng giống nhau đâu nhất thiết phải lấy bằng được cái kia lâm diệu toàn nũng nịu ninh sư tỷ ta chỉ thích cái kia thôi cùng lắm ta đưa nàng một cái tốt hơn bị lâm diệu toàn gặng hỏi mãi hoàng chấp sự đành nói là đệ tử ngoại môn mới tới đỉnh vô danh tên yên cửu lâm diệu toàn giãn mặt ra đệ tử ngoại môn của đỉnh vô danh lại càng dễ xử Ninh Tầm hơi giật mình, đệ tử đỉnh vô danh à hình như cái gã đệ tử lấy được thanh kiếm lúc đầu nàng ta thích cũng là người của đỉnh vô danh. "Lòng Dạ Lâm Diệu toàn đâu ở đây nữa, nàng ta vẫy tay với Ninh Tầm Ninh sư tỷ, ta đi tìm người kia đổi tua kiếm, tỷ cứ chọn từ từ nhé." Rồi không để Ninh Tầm kịp ừ hử gì, Lâm Diệu toàn đã chạy nhanh như gió. Tại đệ tử xá đỉnh vô danh, yên cử vẫn đang tiến hành cuộc giao lưu hữu hào giữa người với kiếm bằng cách khuyên trường ly hết nước hết cái. "Bọn mình thương lượng chút đi." ở trong phòng ngươi đeo cái tua kiếm này thế nào cũng được nhưng ra ngoài đừng đeo nhé. Nhớ lúc ta luyện kiếm và đập vào đâu hỏng mất chẳng phải rất đáng tiếc à. Trường Ly không kìm được trợn tròn mắt, có. Cái tua kiếm đẹp thế này mà không đeo ra ngoài khoe khác gì mặc áo gấm đi đêm. Tiếc là bây giờ không thể quay lại mộ kiếm để khoe chứ nàng chỉ ước đeo chiếc tua kiếm này lượn một vòng trước mặt tất cả linh kiếm luôn. Không đeo ra ngoài là chuyện không có khả năng. Thấy thanh linh kiếm này vẫn ương bướng không đồng ý, yên cửu khẽ cắn môi, thò tay nắm lấy chuôi kiếm nói lý không được thì đành phải hành động. Trường Ly bay vèo một phát lên không với tốc độ nhanh chưa từng có hỏng né khỏi tay chàng. Yên cửu suýt phì cười vì tức điên, người có chịu xuống không thì bảo. Trường Ly vung vẩy tua kiếm tỏ ý cự tuyệt, Yên cửu hít vào thở ra, rồi lại hít vào thở ra. Sau vài lần như thế, chàng lặng lẽ vận dụng linh lực trong người, chuẩn bị tìm thời cơ ra tay. Chàng không tin mình lại bó tay trước một thanh linh kiếm không nghe lời. Trường Ly đang lơ lửng đắc ý trên không bỗng nhận ra gì đó bèn bay vèo ra ngoài cửa sổ. Yên Cửu mở to mắt quát, người đứng lại, nếu để đám đệ tử đi ngang trông thấy cái tua kiếm hồng nhạt gắn trên kiếm của mình thì sau này chẳng còn mặt mũi đâu mà sống ở Quy Nguyên Kiếm Tông nữa. Trường Ly lao ra ngoài cửa sổ, nghiêm túc cân nhắc xem mình có nên đến sân luyện kiếm lượn một vòng không. Nhưng sân luyện kiếm ở hướng nào nhỉ? Đang ngẫm nghĩ thì một chiếc lưới linh màu bạc thình lình dáng từ trên cao xuống chói cứng nàng. Trường Ly sốc ngang, ban ngày ban mặt ở đệ tử xá của Quy Nguyên Kiếm Tông mà lại có kẻ dám ăn cắp lười bán kiếm à? Trường Ly bị nhấc bổng lên và lắc mấy cái, tua kiếm ngọc bích hồng nhà thật này quả nhiên ta không nhìn nhầm đây chính là thanh kiếm của đệ tử ngoại môn dành tua kiếm của ta một giọng nữ kiêu căng vang bên tai trường ly qua lớp lưới trường ly chỉ thấy một mảng hồng lờ mờ nàng nhất thời thấy hoang mang ăn mặc bắt mắt như vậy chắc không phải bọn buôn kiếm chuyên nghiệp rồi nhưng sao một cô gái trẻ trung như thế lại đi cướp kiếm người khác giữa đường giữa chợ thế không biết lúc này yên cửu đã chạy ra khỏi đệ tử xá vừa liếc mắt một cái thấy linh kiếm của mình bị lưới linh trói cứng chàng tức khắc lạnh mặt buông kiếm của ta ra lâm diệu toàn rửng dưng lia mắt nhìn chàng ta muốn mua cái tua kiếm của thanh kiếm này cậu ra giá đi nét mặt yên cửu chợt trông là lạ tua kiếm á lâm diệu toàn gật đầu tất nhiên rồi đừng nói là cậu tưởng ta thích thanh linh kiếm bình thường của cậu nhé trường ly bực điên nàng có thể tha thứ cho đối phương vì mắt đều nên lầm tưởng nàng là một thanh linh kiếm bình thường nhưng đòi cướp tua kiếm của nàng thì quá đáng lắm Yên Cửu lặng thinh hồi lâu, ánh mắt chàng đảo tới đảo lui giữa Lâm Diệu Toàn và Linh Kiếm dây lát rồi thư thả mở miệng, nếu cô muốn lấy cái tua kiếm đó thì phải hỏi kiếm của ta trước. Trường Ly hài lòng gật gù, tuy gù thẩm mỹ của Yên Cửu chẳng ra làm sao nhưng chí ít cũng biết tôn trọng tự do của kiếm. Ánh mắt Lâm Diệu Toàn bỗng chốc thay đổi, cậu đang khiêu chiến ta đó hả? Yên Cửu chưa kịp giải thích gì thì Trường Ly đã quấn cả linh lưới bay về phía chàng. Nàng quấn linh lưới lúc lắc hai cái trên không tỏ ý từ chối. Mặt Lâm Diệu Toàn tái mét gã đệ tử ngoại môn này thật ngạo mạn chẳng những trôm linh lưới mà còn dám khiêu khích nàng ta nữa nàng ta lập tức rút kiếm ngọc chân bên hông ra quát khẽ rút kiếm đi yên cửu thấy hơi nhức đầu sao cái bà sư tỷ này nóng tính thế vừa nói một câu không hợp đã rút kiếm luôn chàng liếc nhìn lệnh bài đệ tử nội môn nàng ta đeo bên hông chẳng biết đây là đệ tử của vị chủ đỉnh nào nếu đánh nữa ơ còn được chứ nhớ đụng chúng ông nọ bà kia thì phiền to nghĩ vậy chàng lặng lẽ lường trường ly một cái suy cho cùng đều tại thanh linh kiếm này gây chuyện om sòm Thấy Yên Cửu không nhúc nhích gì, Lâm Diệu Toàn không kìm được mà hừ khẩy, giờ biết sợ đã muộn. Rồi, chưa nói hết câu, nàng ta đã rút kiếm nhào tới chỗ Yên Cửu. Yên Cửu lách người né đòn, tuy tu vi hiện tại của chàng thấp nhưng vẫn dư sức đối phó với một cô nhóc, hơn nữa chiêu thức của cô nhóc này không hề có kiếm ý, chàng thấy cả đống sơ hở trong đó. Yên Cửu vừa né đòn vừa nghĩ tới Ninh Tâm, nếu là nàng ta thì chắc không vô dụng đến mức này. Lâm Diệu Toàn thấy Yên Cửu còn rảnh nghĩ vu vơ thì tức đến đỏ bừng mặt, càng công kích dữ dội hơn. Trường Ly đứng một bên hóng hớt tự dưng thấy hơi thèm cắn hạt dưa. Nàng không xài kiếm, cũng không hiểu cách đấu kiếm, chỉ cảm thấy cảnh một cặp trai xinh gái đẹp người đánh kẻ đỡ trông đẹp không tả nổi. Rõ ràng ngon hơn mấy hiệu ứng năm xu trong phim truyền hình nhiều còn gì. Trường Ly xem mê mẩn, chỉ ước có thể vỗ tay bôm bốp khen ngợi. Đúng lúc Trường Ly đang xem đầy hào hứng, một thanh kiếm bay tới tách hai người kia ra. Dừng tay, Trường Ly ngẩng lên, thấy bóng người mặc đồ xanh lơ bay tới thì đứng hình ngay. Sao, sao nữ chính lại đến đây? Đây là tình tiết gì thế sao nàng chẳng có chút ấn tượng nào vậy? Trường Ly quýnh quáng, chỉ muốn lập tức kéo Yên Cửu chẳng hiểu mô tê gì phắn khỏi đây. Ninh Tầm giơ tay cản Lâm Diệu Toàn đang muốn đánh tiếp lại, Lâm sư muội, chẳng phải muội đi đổi tua kiếm à, sao lại đánh nhau với người ta? Lâm Diệu Toàn tuổi thân mét, Ninh sư tỷ, cậu ta khinh người quá đáng. Ninh Tầm lia mắt sang Yên Cửu, sực nhớ ra là đệ. Yên Cửu vô tội nói, Ninh sư tỷ, vị sư tỷ này tự dưng trói kiếm ta lại rồi rút kiếm tấn công ta, ta thật sự chẳng biết làm sao. Yên Cửu nói xong thì sách cổ Trường Ly đang núp sau lưng mình ra. Phải đứng trước mặt Ninh Tầm, Trường Ly tức khắc cứng người không dám động cựa gì. Ninh Tầm thấy thân kiếm Trường Ly quấn linh lưới thì lộ vẻ không hài lòng, Lâm Sư muội. Tuy Lâm Diệu toàn bị chiều hư nhưng trước mặt Ninh Tầm vẫn luôn tém bớt cái nét lại. Nàng ta vội nói, sư tỷ, ta không cố ý đâu, do thanh kiếm này tính chạy trốn. Nét mặt Ninh Tầm càng thêm nghiêm túc, thế cũng không nên dùng linh lưới cho kiếm của đồng môn. Nhưng cậu ta tính cốm linh lưới của ta chạy mà, Lâm Diệu Toàn vừa khẽ lẩm bẩm vừa nhanh chóng thu linh lưới lại. Ninh Tầm chắp tay nói với Yên Cửu, "Xin lỗi đệ, Lâm sư muội hơi nóng tính, đã làm phiền đệ rồi." Đoạn, nàng ta móc một cái túi trên người ra đưa sang, "Đây là quà tạ lỗi." Yên Cửu nhận cái túi, chợt nhanh trí khẩy tua kiếm hồng nhạt gắn trên thân trường ly nói, "Tua kiếm mà Lâm sư tỷ thích." Ninh Tầm nhìn cái tua kiếm chỉ có đám nữ tu trẻ mới thích với ánh mắt cực kỳ khó tả, khẽ nói, để cứ giữ đi, ta sẽ tìm tua kiếm mới cho Lâm sư muội." Khóe môi Yên Cửu cứng đờ, Chàng cứ ngỡ có thể tống khứ cái tua kiếm này rồi chứ, ai rẻ nó vẫn chất dí trong tay mình. Lâm Diệu Toàn vẫn thấy hơi bất mãn, kéo cổ tay áo Ninh Tầm gọi, Ninh Sư tỷ. Ninh Tầm lườm một cái khiến nàng ta không dám ho he gì nữa. Đến khi hai người họ đi khuất, Trường Ly mới dám thở phào nhẹ nhõm. Yên Cửu thì nhìn về hướng Ninh Tầm đi mà ngẫm nghĩ, nhát kiếm vừa rồi của nàng ta quả không tầm thường. Tuy tu vi còn hạn chế nên không phát huy triệt để sức mạnh của chiêu thức nhưng kiếm ý lạnh thấu xương đã bắt đầu hình thành thấy yên Cửu ngẩn người tim trường ly đánh thịt một cái đừng nói là thèm nhóc này mê nữ chính rồi nha trường ly chỉ muốn gõ một kiếm lên chán chàng để chàng tỉnh ngộ một nam phụ không rõ tên trong chuyện nữ chính vượt khó thăng cấp làm sao có kết cục tốt được tám phần sẽ biến thành đá cây chân trên con đường thăng cấp của nữ chính chứ đừng nói là một người qua đường a như yên cửu sơ sảy xíu là thành con tốt thí mạng như chơi trường ly thầm dặn lòng mai mốt phải canh chừng yên cửu thật kỹ mới được quyết không thể để chàng có cơ hội sáp lại gần nữ chính Yên cửu không nhìn nữa, dẫn thanh linh kiếm đang lo lắng đến. Nấu hết ruột gan về đệ tử xã, chàng mở cái túi ninh tầm đưa ra xem, chợt câm nín khi thấy bên trong là một đống tua kiếm toàn mấy màu sặc sỡ mà bọn con gái thích. Yên cửu đang định cất đống tua kiếm vào túi thì bị trường ly tinh mắt cản lại. Nhìn đống tua kiếm đẹp hết chỗ chê, trường ly thấy người ngợm nhộn nhạo không thôi. Cái nào cũng đẹp cả, hay là hôm nay nàng đeo cái hồng anh đào, mai đeo cái xanh min, mốt đeo cái tím khoai môn, Trường Ly bỗng vướng vào nỗi phiền não của bậc đế vương có hậu cung ba nghìn mỹ nữ. Nàng đang dối dám chọn lựa thì chất giọng âm u của Yên Cửu chợt vang lên bên tai, đừng nói là ngươi muốn đeo hết đống tua kiếm đó lên người nhé. Bóng đèn trên đầu Trường Ly bỗng sáng trưng, ý hay, con nít mới chọn, người lớn lấy hết. Trường Ly đang tính phi ngay tới chỗ chiếc tua kiếm gần nhất thì bị nắm đuôi kiếm. Giọng Yên Cửu xen lẫn tiếng nghiến răng kèn kẹt, âm cuối nghe vừa chói vừa dài, người tính làm thế thật à? Trường Ly bối rối ngoái lại nhìn chàng một cái. Ủa chính chàng đề nghị thế mà sao giờ lại dở quẻ vậy? Cảm nhận thanh linh kiếm trong tay cứ một lòng đòi xông tới chỗ tua kiếm, yên cửu khẽ đe, nếu người dám đeo đống tua kiếm này đi khoe khoang khắp nơi, ta sẽ mang ngươi sang đỉnh Chu Minh đúc lại đấy. Trường ly xứng người, thèm cha này trông thư sinh nhã nhận mà sao lại chơi trò uy hấp kiếm vậy? Thừa lúc trường ly ngơ ngác, yên cửu lẹ làng gom đống tua kiếm lại rồi nhét vào túi. Chàng nhìn khắp phòng, thấy chẳng có chỗ nào an toàn bèn cẩn thận đeo cái túi bên hông, tính canh lúc trường ly không chú ý để vứt đi, Trường Ly trơ mắt nhìn tua kiếm đã tới tay còn vụt mất, hầm hừ vung vẩy cái tua kiếm ngọc bích hồng nhạt trên người, bay về giá kiếm giận dỗi. Nàng lăn qua lộn lại trên giá kiếm rộng rãi mà nghĩ ngợi vẩn vơ. Cái gã yên cửu này đúng là đồ keo kiệt, tua kiếm đẹp thế mà không nỡ cho mình đeo. Nàng đúng là bị mù mới để mắt đến chàng, làm gì có linh kiếm nào thích đi theo một kiếm tu vắt cổ chảy ra nước chứ. Chẳng lẽ yên cửu quý đống tua kiếm ninh tầm cho quá nên mới không nỡ cho nàng đeo à? thậm chí chàng còn xem cái túi bình thường của Ninh Tầm như báu vật mà đeo khư khư bên hông nữa. Nghĩ tới đó, Trường Ly sợ run cả người, không rảnh hờn dỗi gì nữa, vội xoay người qua nhìn Yên Cửu, đúng lúc chàng cũng đang nhìn sang đây. Sau đó Yên Cửu vội giả bộ không có chuyện gì rời mắt đi ngay. Toi rồi, đừng nói thanh linh kiếm ma lanh này đã phát giác chuyện mình đang nghĩ cách gỡ cái tua kiếm hồng nhạt kia xuống nha. Yên Cửu ngồi bên này trột dạ, Trường Ly nằm bên kia thấy lạnh hết người. Thôi vĩnh biệt cụ, chàng còn chẳng dám nhìn mình, chàng đang chột dạ, chắc chắn chàng đã phải lòng bà la sát ninh tầm rồi căn phòng nhỏ bỗng dậy sóng ngầm một người một kiếm bắt đầu trận chiến thầm lặng bằng mắt trường ly lén nhìn cái túi bên hông yên cửu yên cửu cũng cảnh giác nhìn nàng che vội cái túi lại có phải nàng tính trộm tua kiếm không ánh mắt trường ly chợt đong đầy tuyệt vọng làm như cái túi kia là vật đính ước hay sao mà không thể cho kiếm nhìn một cái hả chắc chắn chàng bị ninh tầm bỏ bùa mê thuốc lú rồi đêm đó yên cửu thổi tắt nến xong là lên giường nằm yên nhìn trần nhà chòng chọc ngày mai trước khi tới sân luyện kiếm chàng nhất định phải xử lý cái tua kiếm hồng phấn kia mới được bên kia trường ly cũng nằm trằn trọc trên giá kiếm thấy đời kiếm tuyệt vọng quá đỗi nàng cẩn thận nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay càng nghĩ càng thấy mình đoán không sai gã đệ tử ngoại môn yếu ớt không có chỗ dựa yên cửu vô tình đắc tội đại tiểu thư đỉnh ngọc hoa ngang ngạnh ngông cuồng bị nàng ta mò tới nhà đánh đúng lúc đó con cưng kiếm tông kiêm đệ tử thân truyền của trưởng môn ninh tầm dáng nhát kiếm chính nghĩa từ trên trời xuống bênh vực lẽ phải không chỉ giải quyết xong phiền phức mà còn chi kỷ xin lỗi. Chẳng phải đây là cảnh anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển à, chẳng qua là hoán đổi giới tính thôi. Nhưng cảnh này xảy ra trong một cuốn truyện nữ chính vượt khó thăng cấp thì lại cực kỳ có lý. Trường Ly càng nghĩ càng sầu, thoạt trông có vẻ cái gã đệ tử ngoại môn mờ nhạt yên cửu này chẳng giỏi đánh nhau lắm. Nếu vô tình bị cuốn vào tình tiết gió tanh mưa mấu liên quan tới nữ chính thì chắc một giây đã game over. Nàng không muốn xui xẻo rơi vào kết cục kiếm gãy linh bay đâu. Chưa sầu được 2 phút, Trường Ly đã thấy mệt dã rời kệ đi cùng lắm sau này nàng cẩn thận một chút cố gắng canh chừng gã đệ tử không có đầu óc kia là được yên cửu nằm trên giường mãi mới thấy giá kiếm yên ắng bèn lặng lẽ ló đầu ra trên giá kiếm đen thui linh kiếm lanh lợi kia không nhúc nhích gì chắc đã chìm vào mộng đẹp rồi yên cửu nhẹ nhàng xuống giường từ từ đi tới chỗ trường ly chàng đứng trước giá kiếm nhìn cái tua kiếm ngọc bích hồng nhạt gắn trên người trường ly với ánh mắt thâm trầm yên cửu cẩn thận xuất ra một tia linh khí bọc quanh chuỗi ngọc bích vì sợ mấy hạt ngọc pha vào nhau sẽ phát ra tiếng leng keng đánh thức linh kiếm chàng nhín thở móc ngón tay vào sợi dây của chỗ chuôi kiếm cởi nó ra từng tí một lúc này trường ly đột nhiên trở mình khiến mối nối vừa lỏng ra thắt chặt lại ngay sợi dây căng miết một rãnh mờ trên lòng bàn tay yên cửu chàng cứng đơ người đang ngủ ngon thì trường ly có cảm giác như tóc mình bị ai giật vừa trở mình là da đầu căng ra luôn nàng cau mày mơ màng tính gỡ tóc ra ùa khoan tóc á nàng không còn là người nữa thì lấy đâu ra tóc. Trường Ly choàng tỉnh, vừa ngẩng lên đã trông thấy một cái bóng xóa tóc đen bù xù phía trên mình. Khoảnh khắc ấy, Trường Ly thấy tim mình suýt ngừng đập. Tiếng thét chói tai chưa kịp bật ra khỏi cổ họng đã tắt lịm. Sao chị An ở Quy Nguyên kiếm tông kém dữ vậy, không ngờ nửa đêm lại có quỷ đột nhập. Trường Ly nhổm dậy tính chạy, ai biết quỷ ở thế giới tu tiên có kỹ năng kỳ dị gì, gì không chứ? 36 kế, chuồn là thượng sách. Trường Ly vừa bay lên không đã cảm thấy mình bị thứ gì đó níu lại nàng cúi xuống nhìn thấy con quỷ kia đang nắm tua kiếm hồng nhạt của mình trường ly nổi cáu ngay sao ai cũng dòm ngó cái tua kiếm của nàng thế ngay cả quỷ cũng muốn trông tua kiếm của nàng tức quá hóa liều trường ly lập tức xoay người quất đuôi kiếm vào con quỷ một tiếng chát vang lên trong màn đêm thanh tĩnh trường ly vô thức khựng lại sao cái cảm giác lúc quất hơi quen ta trường ly từ từ ngẩng lên rốt cuộc cũng thấy rõ khuôn mặt thân quen nọ lại yên cửu thế thì không sao Trường Ly yên tâm nằm hoạt xuống giá kiếm xong lại bật dậy ngay sau đó. Không đúng, sao nửa đêm nửa hôm thèm nhóc này không chịu ngủ mà lén lút làm gì thế? Trường Ly liếc nhìn Yên Cửu đang im lặng xoa mờ u bàn tay rồi nhìn tua kiếm trên người mình. Nàng bỗng ngộ ra vấn đề, chợt muốn quất chàng thêm cái nữa cho bó ghét. Thèm nhóc này được lắm, mới gặp nữ chính có một tí đã bắt đầu ăn cây táo rào cây sung. Có phải chàng tính trông cái tua kiếm này cho ninh tầm không? Hình như cái cô Lâm Diệu Toàn kia khá thân với Ninh Tầm, nếu Yên Cửu trông tua kiếm đưa nàng ta thì sẽ có cớ nói chuyện với Ninh Tầm. Nhờ chuyện này, đôi bên sẽ thành bạn bè còn gì. Trường Ly thấy hơi khó thở bèn bay lòng vòng trên giá kiếm. Uổng công trước khi ngủ nàng còn lo lắng cho cái mạng quèn của Yên Cửu, thế mà thằng nhóc này thì ngược lại, tâm trí chỉ có mỗi tình yêu. Yên Cửu vừa xoa mờ bàn tay đau điếng vì bị quất xong thì thấy Trường Ly nổi giận đùng đùng lượn tới lượn lui trên giá kiếm. Chẳng hiểu sao cảnh tua kiếm hồng nhạt vung tới vung lui trên không trông cũng hay hay. Yên cửu khẽ ho một tiếng, Lý nhí giải thích, thật ra ta làm thế vì sợ tua kiếm cộng người ngươi. Lúc ngủ, trường ly lườm chàng cháy mắt, có khước ta mới tin. Yên cửu vân về mũi, ta hứa sẽ tìm một cái tua kiếm đẹp hơn cho ngươi. Tua kiếm hồng nhạt càng vung bạo hơn, bọn đàn ông là chúa ba xạo, yên cửu nhất thời luống cuống, chàng chưa dỗ kiếm bao giờ nên không biết phải làm sao mới khiến linh kiếm nguôi giận. Hay là sang hỏi triệu sư huynh cách phách, dù sao người ta cũng là kiếm tu chính thống, đâu giống loại hàng nhái như chàng. Nhưng thế không ổn, triệu sư huynh là gã kiếm tu cô đơn đến linh kiếm còn chẳng có, chắc hỏi cũng bằng thừa. Yên cửu nhanh chóng vứt bỏ ý tưởng không đáng tin này khỏi đầu. Sau đó, chàng sực nhớ trong tiết đạo pháp trường ly hút linh khí cực kỳ hăng hái. Yên cửu thử ngưng tụ linh khí thành sợi rồi quấn vào thân kiếm trường ly. Tốc độ lượn lờ của trường ly bỗng chậm hẳn, hình như linh khí nàng hút lúc trước đã tiêu hóa gần hết rồi. Hơn nữa ai cũng biết nửa đêm con người ta hay buồn mồm thèm ăn gì đó mà. Lúc còn là người, nửa đêm mất ngủ nàng rất khoái ăn tôm hùm đất xào cay thịt nướng và lẩu v v giờ thành linh kiếm thì với nàng sức hấp dẫn của linh khí không hề kém cạnh mấy món khuya ngon lành đó trường ly bất giác nuốt nước miếng thấy trường ly lung lay yên cửu lập tức tăng thêm linh khí trường ly càng nuốt nước miếng dữ dội hơn nếu sợi linh khí mỏng manh ban nãy giống như tôm hùm đất thì bây giờ linh khí như tôm hùm đất xào thập tam hương vậy còn hấp dẫn gấp bội một khắc sau trường ly vô dụng ngã quỵ trước đòn tấn công của linh khí không phải ý chí của nàng không kiên định mà do kẻ địch quá giảo hoạt. Nửa canh giờ sau, tia linh khí cuối cùng của Yên Cửu bị hút cạn. Chàng nhìn chằm chằm Trường Ly lười biếng mà không khỏi hoang mang. Hình như không phải là ảo giác của chàng mà thanh linh kiếm này ăn nhiều thật. Thấy linh khí cạn kiệt, Trường Ly ở một tiếng dù chưa đã thèm. Trong màn đêm vắng lặng, Yên Cửu nghe thấy tiếng ợ này rõ mồn một. Mắt chàng lóe sáng, ướm hỏi, thế mai ra ngoài đừng đeo cái tua kiếm này nhé. Trường Ly giống y một thanh kiếm đều càng ăn no chạy làng, vung tua kiếm từ chối rất quyết đoán không được giọng nói ấy nghe rất trong trẻo hoạt bát rõ ràng là giọng con gái yên cửu thấy như có xét sáng ngang tai đánh tan mọi ý nghĩ của mình không ngờ kiếm linh của chàng lại là một cô nhóc việc đầu tiên yên cửu làm là kéo kín vạt áo lại rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cơn hoảng hốt hình như một cô nhóc dùng đồ hồng nhạt không có vấn đề gì thì phải không đúng một cô nhóc dùng tua kiếm hồng nhạt không có vấn đề gì nhưng nếu chàng dùng tua kiếm hồng nhạt thì lại có vấn đề đấy yên cửu lắc đầu mười cố ép mình tỉnh táo lại. Chàng hít sâu một hơi, phải làm sao thì nàng mới đồng ý không đeo cái tua kiếm đó ra ngoài. Trường Ly ăn no quá nên phản ứng có phần chậm chạp, nàng suy nghĩ rồi thủng thẳng đáp, nếu huynh hứa không đi tìm ninh tầm thì ta sẽ cân nhắc. Yên cửu vô thức đáp luôn, không thể, trường Ly vung tua kiếm, hừ khẩy, được lắm, biết ngay huynh có ý đồ khác mà. Ngay sau đó, trường Ly bỗng im bặt rồi lập tức ré lên, ơ, ờ, huynh nghe thấy tiếng ta nói chuyện à. Yên cửu gõ ngón tay lên mặt bàn xem như ngầm thừa nhận, Trường Ly tỉnh ngay lập tức, thế thì tốt quá, bọn mình thương lượng đi, huynh cho ta hút linh khí mỗi ngày một lần được không? Yên cửu nhướng mày, vậy nàng đừng đeo cái tua kiếm ấy ra ngoài nhé. Trường Ly nhăn mũi, vì sao? Yên cửu nhìn cái tua kiếm hồng nhạt đầy ghét bỏ, bóng lộ luôn. Trường Ly đứng bật dậy, bóng lộ á, thấy linh kiếm thoát cái đã nổi đoá, Yên cửu không kìm được thầm bồi thêm một câu trong bụng, lại còn là một cô nhóc om sòm nữa chứ. Trường Ly gần như muốn dí luôn cái tua kiếm vào mặt Yên Cửu, huynh nhìn nút thắt hình bướm xinh đẹp này, Chuỗi ngọc lung linh này Và cả phần tua rua mướt mượt này Nữa, thế mà xấu à Tua kiếm là xòa trên mặt khiến Yên Cửu thấy hơi nhụt mũi Chàng cố không hắt xì Sờ mũi nói, chỉ nữ tu mới dùng mấy thứ đó Trường Ly gục gặc đầu Cảm thấy không có vấn đề gì Thì ta là nữ mà Thái Dương Yên Cửu giật bùm bụp, nhưng ta đâu phải Trường Ly nghiêm mặt phán Thì ta dùng chứ huynh có dùng đâu Yên Cửu giật giật môi, nhưng nàng là kiếm của ta Trường Ly đanh mặt lại kiếm chỉ là vật ngoài thân, thứ quan trọng nhất với kiếm tu là thực lực chứ kiếm trông thế nào thì quan trọng gì. Yên cửu, công nhận chàng không cãi được thật, vòng đàm phán đầu tiên của Yên cửu chấm dứt trong thất bại. Hôm sau, Yên cửu dậy cực sớm, nhìn linh kiếm còn ngủ say sưa trên giá kiếm, mắt chàng ánh lên tia láo cá. Yên cửu lấy cái chiêng đồng khổ nhỏ trong túi chứa đồ ra, đứng cạnh linh kiếm gõ mạnh một phát. Keng, tiếng chiêng vang dội khiến trường ly choàng tỉnh, suýt thì ngã khỏi giá kiếm. Trường ly mãi mới giữ thăng bằng được, mặt dại ra sao thế có chuyện gì hả? Yên cửu đằng hắng một tiếng rồi nói, tỉnh ngủ chưa giờ bọn mình phải tới sân luyện kiếm. Trường ly chân người, nàng nhìn sắc trời đen kịt ngoài cửa sổ, ngạc nhiên hỏi, sớm thế á? À? Yên cửu cố gắng không nhoẻn môi cười, nghiêm túc nói, ta thấy hôm qua nàng nói rất đúng, thứ quan trọng nhất với kiếm tu là thực lực vậy nên bắt đầu từ hôm nay, ngày nào bọn mình cũng dậy luyện kiếm từ giờ dần. Trường ly thấy trước mắt tối sầm, nàng đau khổ nhắm mắt lại, cái này gọi là gì ta tự mua dây buộc mình à? Yên cửu hớn hở cầm kiếm đi ra ngoài, thậm chí còn tính ngâm nga một bài để chúc mừng bản thân mới gỡ hòa kiếm một ván. Đúng là không uổng công tối qua chàng mất cả canh giờ ngẫm nghĩ mới nảy ra được tuyệt chiêu đỉnh của chóp này. Chỉ cần chàng đi luyện kiếm đủ sớm thì làm gì có ai trông thấy tua kiếm của chàng màu gì chứ. Dọc đường tới sân luyện kiếm, Trường Ly vẫn tìm cách khuyên Yên cửu từ bỏ suy nghĩ điên rồ này đi. Kế hoạch nguyên ngày không thể hoàn thành trong buổi sáng được. Nếu muốn mạnh lên thì huynh luyện tối cũng được mà, đâu cần dậy sớm thế yên cửu lắc đầu cái tục ngữ dậy rất phải chim dậy sớm mới có sâu ăn trường ly uể oải nói nhưng tục ngữ cũng bảo là chim dậy sớm mau mệt còn gì yên cửu vừa xoay mặt đi lén ngáp một cái thoáng khựng lại sau đó giả bộ không hề buồn ngủ nói ai nói thế ta chưa nghe câu tục ngữ ấy bao giờ cả trường ly cười khẩy một tiếng chật đúng là tấm chiếu mới chưa nếm mùi đau khổ vì phải dậy sớm có khác vào giờ dần sân luyện kiếm trống không vì đám đệ tử luyện khuya đã về nghỉ còn đám luyện sáng thì chưa tới Nhìn sân luyện kiếm vắng tanh, Yên Cửu hài lòng rút linh kiếm ra. Trường Ly ngủ không đấy giấc bị khua liên tục đến váng cả đầu. "Không được, ta mệt rồi, bọn mình nghỉ một lát đi. Năng khiếu là yếu tố quan trọng nhất khi luyện kiếm, huynh giỏi thế thì luyện ít thôi cũng được." Lần nào khua kiếm, Yên Cửu cũng nghe Trường Ly than vắn thở dài. Thậm chí tiếng than của nàng còn lên bổng xuống trầm theo nhịp kiếm luôn. Yên Cửu vô thức xoa tai, tự dưng chàng thấy hơi luyến tiếc quãng thời gian yên tĩnh hồi xưa. Trường Ly gắng ngượng để Yên Cửu vung tới lần thứ 200 là kiệt sức luôn. Nàng lách người chui vào vỏ kiếm, Yên Cửu nghiến răng hỏi, chẳng phải nàng bảo thực lực là thứ quan trọng nhất với kiếm tu à? Trường Ly nằm chất dí trong vỏ kiếm, huynh biết kiếm tu giỏi nhất là người thế nào không? Yên Cửu hỏi theo phản xạ, thế nào? Trường Ly đáp, dù tay không cầm kiếm thì lòng vẫn có kiếm, không kiếm mà hơn cả có kiếm. Yên Cửu hơi bị thao túng tâm lý, thật á. Trường Ly phán chắc nịch, thật như vàng dòng luôn nàng cổ vũ yên cửu giờ huynh luyện kiểu đó luôn đi chỉ cần trong lòng có kiếm thì có ta hay không đâu khác gì nhau yên cửu ngẫm thấy khá có lý trường ly thầm thở hắt ra một hơi rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi một khắc sau yên cửu sực tỉnh ơ ờ, chàng có phải kiếm tu thật đâu có kiếm với không kiếm thì mắc mớ gì tới chàng chàng nhìn linh kiếm đang núp một bên làm biếng quát lớn trường ly trường ly đang ngủ gà ngủ gật giật nảy mình tỉnh như sáu ngay nàng vội nhìn quanh bốn phía mắt sáng rỡ lên yên tiểu cửu mau nhìn kìa đằng kia có người yên cửu nhìn theo hướng mũi kiếm chỉ quả nhiên thấy loáng thoáng hai ba bóng người đi vào sân luyện kiếm đám đệ tử chăm chỉ nhất quy nguyên kiếm tông đã bắt đầu luyện kiếm rồi yên cửu vội túm trường ly lách người vào một con đường mòn thấy chàng chuồn vội trường ly cố ý nói hôm nay chỉ luyện thế thôi à mãi mới có mấy đồng môn đến sao huynh không nán lại giao lưu học hỏi họ ôi tiếc quá cơ thấy linh kiếm đã hóng hớt còn ưa bơm đều đầu yên cửu ong lên nếu kiếm linh nào cũng đồng bóng kiểu này thì hình như chuyện cả đám kiếm tu ai cũng nóng tính, hễ nói chuyện không hợp là rút kiếm ngay cũng dễ hiểu. Về đến đệ tử xá, Yên Cử rút cuốn sách được phát hồi mới nhập môn đã phủ đầy bụi khỏi kệ sách, chuẩn bị ngâm cứu nó thật nghiêm túc. Hồi mới nhận cuốn sách này, chàng cứ tưởng Quy Nguyên kiếm tông bỏ gốc lấy ngọt, dù phát một cuốn bí kíp luyện kiếm căn bản thì cũng ngon hơn hẳn cuốn này mà. Nhưng giờ chàng lại nghĩ khác, Yên Cửu nghiêm mặt lại, trịnh trọng nhìn bìa sách ghi mấy chữ: Nghệ thuật chung sống với linh kiếm. Bên này yên cửu cầm sách nghiêm túc học bù phía kia trường ly nằm trên giá kiếm bắt đầu ngủ bù tụ linh trận tự động chuyển động trên giá kiếm dẫn linh khí vào kiếm khiến hạt ngọc hồng nhạt trên tua kiếm sáng lấp lánh cùng lúc đó sự vụ đường chào đón một vị khách không mời mà đến hoàng chấp sự vừa thấy người nọ đã cười tâu tuét ra đón chu chấp sự ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy lần trước tích cốc đan hiệu lực cao bùa mấu gà và đệm có tỉnh ngủ bán chạy lắm ta còn định tự mình sang đỉnh chu minh nhập thêm hàng đấy Chu chấp sự vội xua tay nói, "Hôm khác ta sẽ sai người mang sang cho ông, hôm nay ta tới vì chuyện khác. Chẳng phải lần trước bọn ta giao một mớ tua kiếm cho đám đệ tử cầm chơi sao đã có ai tới lãnh chưa?" Hoàng chấp sự ngớ người, "Sao lại liên quan tới tua kiếm nữa vậy?" Ông ta vội mở ngăn kéo đựng tua kiếm ra, "Có một cái được lãnh rồi, còn lại đều ở cả đây." Chu chấp sự liếc vào ngăn kéo, thở dài một hơi, "Cái tua kiếm ngọc bích hồng nhạt bị lãnh mất rồi à?" Hoàng chấp sự gật đầu, "Hỏi cái tua kiếm ấy có vấn đề gì thế?" mặt chu chấp sự lộ vẻ khó xử không có vấn đề gì cả nhưng hạt ngọc bích của cái tua kiếm đó từng được ngâm linh dịch đáng lẽ một cái tua kiếm cao cấp như vậy cần nhiều điểm cống hiến cho tông môn hơn mới đổi được nhưng lại bị đệ tử sơ ý bỏ chung với đám tua kiếm bình thường hoàng chấp sự vốt bộ ria cá chê của mình tua kiếm ấy bị một đệ tử đỉnh vô danh lãnh mất rồi về sau con gái chủ đỉnh ngọc hoa cũng thích nó nên giờ không rõ nó đang nằm trong tay ai nữa chu chấp sự nói dù ai đang giữ tua kiếm thì cũng phải trả bù điểm cống hiến hết nếu không ngủ đủ điểm cống hiến thì phải đổi một chiếc tua kiếm bình thường. Hoàng chấp sự gật đầu, để ta tới đỉnh vô danh một chuyến. Tiến độ học bù của Yên Cửu bị gián đoạn vì tiếng gõ cửa rồn rập. Thấy Hoàng chấp sự đứng ngoài cửa, chàng hơi ngạc nhiên, Hoàng chấp sự, sao ngài lại tới đây? Hoàng chấp sự kể lại đầu đuôi sự tình, chấm, với cấp bậc của cái tua kiếm kia thì cần điểm cống hiến của năm nhiệm vụ cấp vàng mới lãnh được. Nhưng đệ tử đỉnh Chu Minh cũng có phần tắc trách trong chuyện này nên giờ chỉ cần dùng điểm cống hiến của ba nhiệm vụ cấp vàng để đổi thôi. Hoàng chấp sự nói tiếp, cậu có thể nhận nhiệm vụ hoặc nếu không muốn làm thì đổi một cái tua kiếm khác cũng được. Mắt hiên cửu sáng rực lên, nếu được đổi tua kiếm khác thì hên quá. Không ngờ còn, có chuyện tốt như vậy, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, cậu còn không được. Chàng nhanh nhỏ mở miệng, ta chọn đổi tua kiếm, yên cửu đang nói giờ câu thì bị linh kiếm chọc lưng ngăn lại. Trường Ly đứng sau chàng hăng hái nói, tất nhiên là chọn tua kiếm rồi tua kiếm cần bù điểm cống hiến mới lấy được chắc chắn là hàng ngon. Lẽ ra phải làm năm nhiệm vụ mới đủ điểm cống hiến, giờ chỉ cần làm ba cái, chẳng phải là siêu giảm giá à. Làm nhiệm vụ, bọn mình chọn làm nhiệm vụ. Thái Dương Yên cửu giật hai cái. Cái cô kiếm linh này bình thường ngủ nhanh không ai bằng, không ngờ lại dậy ngay lúc mấu chốt. Thấy Yên cửu đang nói bỗng khựng lại, hoàng chất sự dò hỏi cậu muốn đổi hay là. Linh kiếm đằng sau lại chọc eo Yên cửu như thúc dục chàng. Yên cửu dai mi tâm, bất đắc dĩ đáp, làm nhiệm vụ, ta chọn làm nhiệm vụ. Điều thứ nhất trong nghệ thuật chung sống với linh kiếm có ghi, với linh kiếm có cá tính thì nhất định phải vỗ về hoàng chấp sự mở sổ nhiệm vụ ra nói với yên cửu bây giờ chỉ có ngần này nhiệm vụ cấp vàng có thể nhận thôi cậu xem thử muốn nhận ba cái nào yên cửu liếc sơ sổ nhiệm vụ trường ly cũng bay vèo tới xem từng nhiệm vụ được liệt kê trong ấy nhiệm vụ một cải thảo ở linh thái viên đã lớn cần gấp một đệ tử tới thu hoạch nhiệm vụ 2, gà phi trong linh cầm viên dạo này đang bị bệnh cần tuyển một nhân viên tạm thời tới chăm sóc gà nhiệm vụ 3, mã tiền mới phơi của linh dược phường cần được xử lý gấp nên tuyển một đệ tử Yên Cửu thấy toàn việc lặt vặt, nín thinh một lúc mới hỏi, "Chỉ có mấy nhiệm vụ này để nhận thôi ạ?" À? Hoàng chấp sự cười tủm tìm đáp, "Hầu hết kiếm tu đều nóng tính không thích làm việc vặt, mấy nhiệm vụ chớm rất vừa xuất hiện là bị người ta cướp sạch rồi, chỉ còn lại mấy cái này thôi." Yên Cửu cam chịu số phận nói, "Thế thì ba cái đầu tiên đi." Hoàng chấp sự vội ghi nhiệm vụ vào thẻ đệ tử của Yên Cửu rồi dặn dò, "Mấy nhiệm vụ này đều rất gấp, tốt nhất là hôm nay cậu đi một chuyến đi. Quản sự Linh Thái Viên nóng tính nhất đám, cậu có thể tới đó báo danh trước." yên cửu cảm ơn hoàng chấp sự rồi cầm kiếm đi luôn còn hoàng chấp sự hớn hở cất sổ nhiệm vụ quay lại sự vụ đường cuối cùng ông ta cũng tống khứ được mấy nhiệm vụ khó nhất giờ không sợ mấy lão quản sự kia gửi bùa đưa tin thúc giục mỗi ngày nữa rồi linh thái viên nằm dưới chân đỉnh linh việt cách đỉnh vô danh không xa lắm một người một kiếm vừa bước vào khu vực đỉnh linh việt thì linh khí đậm đặc đã sộc vào mặt chênh lệch quá xa với linh khí mỏng manh ở đỉnh vô danh Trường Ly bất giác hít sâu một hơi, không khí ẩm ướt mà trong lành sen lẫn từng đợt linh khí rót vào thân kiếm khiến toàn thân nàng mềm mại uyển chuyển hẳn. Cậu bé gác cổng linh thái viên kiểm tra thẻ đệ tử của Yên Cửu xong thì bảo, nhiệm vụ huynh nhận là thu hoạch cải thảo, giờ thái quản sự đang bận nên huynh đi theo ta nhé. Sau tầm một khắc đi dọc con đường nhỏ lát đá xanh, khu vườn cải thảo xanh mướt mọng nước rộng bao la xuất hiện trước mặt hai bọn họ, nhìn hút mắt cũng chẳng thấy điểm cuối đâu. Yên Cửu, phải thu hoạch cả vườn này luôn à? Cậu bé gục gặp đầu, nhiệm vụ này đã treo lâu lắm rồi mà chẳng có ai nhận hết đến hôm nay mới có huynh tới cậu bé cầm dao và sẻng sắt tới đây là dụng cụ thu hoạch cải thảo huynh nhớ cẩn thận chút nhé đám lá linh cải thảo mềm lắm nếu chúng bị dập thì thái quản sự sẽ trừ điểm cống hiến của huynh đấy yên cửu nhận dụng cụ với vẻ mặt nặng nề bất giác tự hỏi tính khả thi của việc đi gặp hoàng chấp sự trả nhiệm vụ hình như cậu bé kia nhận ra điều gì đó từ vẻ mặt khốn khổ của yên cửu vội bồi thêm một khi đã nhận nhiệm vụ thì không đổi trả được đâu nói xong cậu ta vội chuồn lẹ khỏi đó như sợ yên cửu đổi ý yên cửu cầm cái sẻng nặng trịch lên nhìn vườn cải thảo minh mông lấy làm hoài nghi hoàng chấp sự đã bẫy mình trường ly lại chẳng cảm nhận được nỗi khổ của yên cửu nàng đang hút linh khí phê cả người linh khí ở đỉnh vô danh quá mỏng manh nàng phải dựa vào tụ linh trận trên giá kiếm mới hấp thu được có lẽ vì đỉnh linh việt chuyên sản xuất linh rau và bên dưới linh thái viên bày một tụ linh trận khổ lớn nên nơi đây đúng là thiên đường của kiếm linh yên cửu được hai sẻng thì trận nảy ra ý hay Chàng chọc linh kiếm bên hông, nếu nàng đòi nhận nhiệm vụ này thì có phải nên thu hoạch nửa vườn cải thảo không hả? Tốc độ hút linh khí của trường ly giảm đi rõ rệt. Yên cửu nắm cái tua kiếm đầu sỏ gây chuyện, ngầm uy hấp, mỗi đứa một nửa rất công bằng mà nhỉ.